Cái này hơi lạ, nhìn cái cây thì nó lạ, nhưng mà nhìn cái anh chị nhìn cái củ thì nó không lạ nữa đâu. Đây là cái củ bình voi, hay là một số nơi ta gọi là củ dừa voi. Thì công năng nó cũng là một những vị thuốc thường hay gặp ở trong cái nhóm thuốc trừ phong thấp. Thì bình voi có vị đắng chua và tính lạnh, rất lạnh nha, cho nên là mình dùng thuốc mình chú ý gia giảm. Nó có công dụng là tiêu độc, thông huyết, hư cân, lợi tiểu, sát trùng. Tuy nhiên công dụng chủ yếu nhất và nổi trội nhất của bình voi đó là trị phong thấp. Ngoài ra hồi xưa đó, ở dân tộc miền núi người ta hay sử dụng cái lá của cây chì voi hay là cái củ của cây bình voi đó giã ra, vắt lấy nước và đắp lên cái chỗ vết rắn cắn. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì em không khuyến khích chuyện này, tại vì khi mà mình đắp vô á, mình đắp vô cái chỗ rắn cắn á, thì vô tình mình sẽ đẩy cái nọc độc của rắn đi về tim nhanh hơn. Rồi, liều dùng của cái củ bình voi là từ 6 đến 12 gram. Các anh chị nhớ là không dùng cái củ bình voi để làm hàn thuốc lâu giả nha. Là một số nơi người ta ham lợi nhuận thì người ta lấy cái củ bình voi này, người ta bổ nhỏ ra người ta bán dưới cái mác là hàn thuốc lâu đỏ giả hoặc hàn thuốc lâu trắng giả. Thì mình không làm như vậy, tại vì củ bình voi nó sử dụng nhiều quá thì nó sẽ có gây hại ở thận, cho nên là mình sẽ không trộn lẫn nó vào trong hàn thuốc lâu để bán. Rồi, đây là cái gì các anh chị? Giống cây quế vậy cô. Không phải cây quế, Cái cỏ xước. à, cây cỏ xước ha, chính xác cỏ xước. Các anh chị nhìn cái hoa của nó, nhìn cái hoa nhìn vậy thôi nhưng mà cái hoa của nó rất bén nha, nên nó có thể làm mình đứt tay đó. Thì cái cây cỏ xước này nó có vị đắng chua, tính bình, và để sống thì có công dụng là phá phá huyết tiêu ứ. Khi mà các anh chị sao vàng nó lên thì nó có công dụng là mạnh gân xương, bổ can thận, và đi vào trong thận làm mạnh chức năng thận chủ cốt tủy lên, thì từ đó làm cho cái phần xương khớp của mình nó mạnh lên. Chủ trị thường được dùng nhất đó là chữa phong thấp tê mỏi hoặc là té ngã sưng đầu. Thì ở trong sách của Tuệ Tĩnh đó, có một cái bài thuốc đó là những người mà bị đau nhức xương khớp thì thường ngâm rượu của cây cỏ xước này nè, rồi sau đó người ta sẽ xoa bóp, hay bây giờ mình chế cồn xoa bóp bằng cỏ xước cũng được. Và cái bài thuốc thứ hai đó là trị hóc xương, tức là khi bị hóc xương thì mình nhai tươi cỏ cỏ xước rồi sau đó mình nuốt, hoặc là dùng cái bã đắp ở cổ. Thì đó là hồi xưa ta sử dụng. Thì bây giờ mình quay lại mình kiểm chứng coi trong cỏ xước có cái gì mà có thể là trị được hóc xương, như là bị mắc xương ngay cổ, anh chị xương cá ngay cổ chẳng hạn, thì liều dùng là 8 đến 16 gram. Thì đây nè, ví dụ nè, khi mà nội soi thấy mình thấy cái xương nó cắm vào trong cái thực quản của mình, thì các anh chị hay làm gì khi bị móc xương? Dạ lấy cục cơm nuốt vô cô, hoặc là Rồi, lấy chuối còn nuốt. nha, không sống đó, tôi nghe không sống đúng không? Còn cách nào khác không các anh chị? Hay khạc cái rồi. Ngậm lắp chanh cô. Ngậm là chanh ha, rồi gì nữa không các anh chị? Khạc với ho để cho nó xương nó Dỗ cái đầu, dỗ trên 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 thóp á, cái thượng đình của mình đó, nó gần ra xa vào, gần ra xa vào không. rồi dở trên đầu, dở ngực, dở tùm lum hết trơn hết. Còn cách nào nữa không các anh chị? Dạ đi kiếm cái bà nào đẻ ngược á cô, kêu bà vuốt giùm. Nhưng bà nào đẻ ngược cũng không biết được luôn, lỡ xung quanh không có bà nào đẻ ngược rồi sao. Còn các anh chị khác Ngậm vitamin cơ. ngậm vitamin ha, ở bài báo gần Yeah, đây không biết đợt trước anh chị có đọc không, đăng trên báo Tuổi Trẻ đó, thì một bạn bị hóc xương cá, bạn ngậm cái viên xê sủi, tuy nhiên cái xương cá nó lớn quá, nó giống y chang vậy nè, thì ngậm hoài đó thì làm cho cái cổ họng nó bị mất nước và nó bị viêm tại chỗ đó, thì lâu dần chỗ này em bị loét ra, cuối cùng bạn vẫn phải vào bệnh viện để bằng gấp cái xương nó ra thôi nha. Thì đây mình sẽ nói chút xíu, đây là một số kinh nghiệm dân gian. Thứ nhất là nuốt cơm nguội. Thì các anh chị thử suy nghĩ cơ chế nào mà mình nuốt cơm nguội vô thì cái xương của mình nó mất. nghĩ là khi mà mình nuốt cái cơm nguội nó dính lại á cô, cái mình nuốt vô cái nó cuốn luôn cái xương, nó dính vô cái cục cơm, nó trôi qua cái thực quản luôn. À, chính xác ha, cái này là một cách đúng đó, nó cũng có cơ chế như chị vừa nói, hồi xưa em cũng hay sử dụng như vậy. Cái thứ hai là mình uống nước, cũng giống như cơ chế nấu cơm, thay vì mình dùng cơm mình dùng nước, mình đẩy nó xuống dưới luôn, hoặc là mình sử dụng những cái gì nó có vị chua
Thì theo nguyên lý là cái xương á, trong xương thì nó có canxi, thì các anh chị sử dụng những cái nào mà chua á, thì cái xương nó dễ phân hủy, thì từ từ nó mất. Tuy nhiên những cách điều trị dân gian này nó chỉ phù hợp với những xương rất nhỏ, giống như là xương dâm của cá nó nhỏ, chẳng may nó dính phải trong thực quản thì mình có thể sử dụng những phương pháp đó. Còn nếu như hai cái xương này là thôi chịu, không có xài được đâu các anh chị, hai xương này bắt buộc phải vô bệnh viện để gấp ra thôi, chứ không có tài nào mà uống giấm hay là ngậm chanh vô. Mà các anh chị uống giấm, các anh chị ngậm chanh hoặc ngậm sen sủi vô, nó sẽ lấy hoa tử trước khi mà cái xương này nó bị tiêu nha. Tại vì khi mình uống vô thì cái lượng nó đi xuống dưới dạ dày luôn, nó không có lưu lại đây để nó phân hủy được cái xương nhiều đâu. Đối với những cái xương lớn thì các anh chị để ý. Rồi đây là cái gì các anh chị? Anh chị nào ở gần khu vực miền núi hoặc là đi rừng, có đi rừng Nam Cát Tiên, các anh chị sẽ thấy cái cây này, nó là cúc khí nha, một trong những vị thuốc chữa đau nhức cơ xương khớp mà được đồng bào dân tộc người Dao, người Mông sử dụng nhiều trong những bài thuốc của họ. Thì cúc khí nó có vị đắng tính hàn, hạ khí, tiêu đờm, thư cân và hoạt huyết. Thì công năng chính, công dụng chính luôn của cúc khí đó là thư cân hoạt huyết. Chính vì thư cân hoạt huyết cho nên nó đóng góp trong cái những cái bài thuốc mà trị đau nhức cơ xương khớp. Rồi chủ trị và cách dùng á, thì dùng liều 6 đến 12 gam, thì thường là trong thuốc sắc tức là thuốc thang hoặc là ngâm rượu cũng được. Tuy nhiên nó cúc vai trò của cúc khí, nếu như mình chỉ lấy cúc khí mình ngâm với rượu thì vai trò của nó không có mạnh, nó không hiệu quả nhiều đâu, mình phải ngâm chung với những loại khác nữa. Rồi đây là cái gì các anh chị? Không thấy rồi. Dây gắm, Tâm ngụy. dây gắm ha, còn không biết ở địa phương các anh chị gọi dây này là dây gì. Thì dây gắm á, nó có vị rất đắng, em để ở đây là chữ rất đắng, nó đắng kinh khủng, nó đắng hơn cái lá mật gấu rất nhiều, nhưng mà nó lại có tính mát. Thì công dụng chính của nó cũng giống y như cái cốt khí hồi nãy á, công dụng chính đó là thư cân hoạt huyết. À, tuy nhiên nó có thêm một cái công dụng nổi trội nữa đó là tiêu viêm. À, người ta nghiên cứu và tìm ra giả nghiên cứu tách chiết ở trong cái chất ở trong cái lá của dây gắm á, thì tìm được một số loại kháng sinh nó tương đương với lại kháng sinh hệ quinol của anh chị, hệ quinolon á, thì nó tương đương, cho nên là người ta rút ra được nó có hợp chất là tiêu viêm nè, kháng sinh thực vật và sát trùng. Thì cái dây gắm này ở trên người miền núi á, người miền xuôi người ta hay sử dụng á, là giả nép ra đắp vào những cái vùng mà mình bị té ngã, mình bị sưng đau thì mình đắp vào trong đó, thì nó sẽ làm cho cái vết thương nó nhanh lành hơn và mình giảm đau hơn. Thì thông qua đó người ta đang áp dụng cái kháng sinh thực vật. Tuy nhiên các anh chị cẩn trọng, làm thì mình phải làm cho sạch sẽ, mình đừng làm cho cái dịch của cái dây gắm này mình trong quá trình mình giả ra đó nó bị nhiễm khuẩn, thì nó sẽ làm vô tình nó sẽ đẩy vi khuẩn vào trong vết thương của mình nhiều hơn. Rồi chủ trị và cách dùng, công năng chính nãy em nói rồi, thư cân và hoạt huyết, cho nên là nó cũng nằm trong những bài thuốc để trị đau nhức cơ xương khớp luôn. Liều dùng là 20 đến 40 gram liều dùng khô, còn liều dùng tươi là 200 gram các anh chị, 200 gram đối với công dụng là tiêu viêm sát trùng thì mình giã nhỏ ra. À, đây là cái gì các anh chị? Cây dúi cô ơi, Cũng gì cây dúi quá cô. cây dúi ha, là chính xác các anh chị, cây dúi. Thì cây dúi này nó có vị đắng, cái mùi nó hơi hăng hăng nha. Công dụng chính của cây dúi nổi bật nhất đó là giải độc, thông huyết và cầm máu. Nó có một chút xíu công dụng của sát trùng, tại vì người sát khuẩn đó các anh chị, người ta tìm được trong nó cái hàm lượng kháng sinh của nhôm và kẽm tự nhiên á, nó cao, cho nên nó có công dụng là sát trùng. Công dụng chính của cây dúi đó là chữa các chứng nhiệt, đinh nhọt, chốc. Nổi trội nhất là các anh chị sẽ thấy là dân gian hồi xưa người ta giã nát cái cây chuối ra để trị sâu răng cho trẻ em. Nên mình sẽ lấy cái dịch chiết của nó đó hòa với lại nước ấm và cho trẻ em ngậm súc thì sẽ thấy là cái nó giảm đau rất nhiều. Rồi, bây giờ người ta vẫn hay sử dụng như vậy. À, liều dùng là từ 8 đến 40 gram nếu như mình sử dụng liều dùng khô. Tuy nhiên khuyên các anh chị cây chuối để giữ trọn vẹn hợp chất thì mình nên sử dụng tươi. Liều dùng tươi là từ 150 gram đến 200 gram. Nè, nếu địa phương ở
của các anh chị có cây chuối này, thì mình sử dụng ở liều là 150 cho đến 200 gram đều tươi. Rồi đây là cái gì các anh chị? Này giống như dây cóc của cô phải không cô? Dây cóc hả? Dây trầu. Đây là dây đau xương. Không biết ở địa phương các anh chị gọi dây gì, nhưng mà chỗ em gọi dây đau xương. Nhìn mình nhìn trên hình thì mình thấy nó giống lá trầu, nhưng mà nhìn ngoài nó khác hoàn toàn, nó không giống đâu. Cái này cái lá nó mỏng hơn và cái hình thái của nó cũng khác với cái lá trầu bà, lá trầu không đó. Vậy lá trầu mình thấy ăn cau đó thì nó khác hoàn toàn. Cái này là thuộc họ dây leo, thì nó có vị đắng và tính lạnh. Công dụng nổi trội nhất của cái dây đau xương là hoạt huyết lợi thấp. Tuy nhiên công dụng này nó sẽ tồn tại khi các anh chị sử dụng cái lá lẫn cái dây nha, cái lá lẫn cái dây luôn, cái dây leo của nó đó. Còn nếu như các anh chị chỉ ngắt cái lá thôi thì công dụng nó giảm liền nữa, tại vì hợp chất nó cũng nằm ở trên cái dây leo. Rồi chủ trị và cách dùng thì cũng là sử dụng trong những cái bài thuốc trị phong thấp, đau nhức khớp xương khớp. Liều dùng là 6 tới 12 gram liều dùng khô, ở đây là liều dùng khô. À, cái này là cái gì các anh chị? Cây gừng hả cô? Cây rừng, cây gừng, cây nghệ. Cái dầu chai quá cô, không phải không à? Cây gừng không phải, cây nghệ cũng không phải luôn. Đây là địa liền. Địa liền, cái chỗ các anh chị có thấy cây này không? Cái củ của nó mập hơn cái củ nghệ. Nó cũng tròn hơn là cái củ gừng, nó ngắn ngủn rồi các anh chị. Đây nè, từng khúc này nó ngắn ngủn rồi. Và đây là cái lá của nó, cái lá của nó, đây là cái hoa. Thì cái này á, thì nó cùng chung họ với lại họ gừng. Nó có vị cay, đắng, mùi thơm và ấm nha. À, công dụng chính của nó là, các anh chị thấy chính vì nó có tính ấm, cho nên nó sẽ là ôm ấm. Ôm ấm là chủ đạo. Ngoài cái chuyện ôm ấm ra thì nó có công dụng tán hàn, trừ phong, tiêu ứ. Rồi đây là cách dùng, thì thường á, là chữa phong hàn thấp. Các anh chị sẽ thấy là do nó có tính ấm, cho nên là những người nào bị đau nhức cơ xương khớp do nguyên nhân chủ yếu là phong hàn thấp thì sử dụng địa liền có hiệu quả. Còn nếu như những người nào mà bị đau nhức cơ xương khớp mà thuộc cái thể là phong thấp nhiệt thì sử dụng địa liền vô người ta khó chịu liền, là do nó phản nghịch tác dụng. Ngoài ra đó thì có thêm một cái tác dụng mà hồi xưa Tuệ Tĩnh để trong sách của ông, và đó là trị đau răng. À, mình sẽ ngâm rượu hoặc là không ngâm rượu. Nếu như là trẻ nhỏ nó súc á, thì các anh chị sẽ giả cái củ, cái lá hoặc là cái thân. Cái củ là nó có công quả nhiều, có cái hiệu quả nhiều nhất. Thì giả cái củ với nước ấm cho trẻ em súc, giống như cái mấy cái loại hồi nãy, thì nó sẽ làm giảm đau răng. À, liều dùng ở đây có thể là 4 đến 8 gram. Còn nếu như các anh chị ngâm rượu, ngâm cồn để làm cồn xoa bóp á, thì mình phải sử dụng một cái bài thuốc thang lớn và có địa liền trong đó. Cái liều địa liền thường góp mặt trong những bài thuốc thang để chế cái cồn xoa bóp chữa đau nhức cơ xương khớp á, thì thường là từ 16 đến 18 gram. Các chị nhớ này nha, từ 16 đến 18 gram. Rồi, đây là gì các anh chị? Này dễ nè. Này là quả gấc đúng không? Thì đây là cái rễ của cây gấc. Cái rễ của cây gấc thì đảm bảo các anh chị sẽ nghe hồi đó về kinh nghiệm dân gian là chữa đau nhức cơ xương khớp thế nào cũng phải nói tính cái cây gấc. Thì một là rễ của cây gấc, hai là cái hộp của quả gấc nha. Thì ở đây các anh chị thấy rễ gấc cũng là một trong những vị thuốc nam được Tuệ Tĩnh ghi ở trong cuốn sách Nam Dược Thần Hiệu của ông á. Thì ông ghi là cái rễ nó vị nó hơi đắng, tính nó lạnh, công dụng chính và nổi trội các anh chị, đó là thư cân hoạt huyết. Tức là những trường hợp nào bị nhiễm phong hàn thấp di vô mà nó đánh vào trong cái phần gân cơ á, thì tính chất của hàn nó làm co rút, thì cái gân cơ của mình co rút lại làm cho bệnh nhân đau nhức. Trong bệnh lý cơ xương khớp, anh chị cũng sẽ thấy là một hơn 50% bệnh nhân than là ngoại chuyện đau cơ nhức mỏi ra, thì cái bàn tay hoặc bàn chân hoặc là những cái đốt chi xa đó nó thỉnh thoảng nó bị co rút lại nó đau nhức, thì đó là hiện tượng của cái cân của mình nó bị co lại. Thì cái rễ của cái vị thuốc rễ gấc này nè, nó có công dụng mạnh trong cái việc là thư cân. Thư cân nghĩa là làm cho những cái gân cơ của mình nó giãn ra nha. Thì ở đây chủ trị cách dùng chính là để chữa phong thấp, tê mỏi xương thái phù thủng. Thì công dụng chính là chữa phong thấp, tê mỏi lên nha. Rồi liều dùng là từ 6 đến 12 gram. Anh chị nào đang mở tiếng tắt tiếng giùm em đi. Nó bị nhòe cái tiếng. Rồi ở đây có một cái lưu ý, tức là không dùng rễ gấc để làm phòng kỹ.
thì các anh chị chịu khó coi lại cái vị thuốc phòng kỹ là cái gì nha. Anh chị nào đang mở tiếng tắt tiếng giùm em đi. Rồi, phong kỹ và cái rễ gốc này rất hay là dễ bị trộn lẫn lại nhau nha, tại vì rễ gốc nó rẻ hơn phong kỹ, dễ trộn lại để bán thôi. À, người Việt Nam mình hay lẫn lộn, hay trộn mấy này để thu lợi nhuận, tuy nhiên không nên vậy, tại vì mỗi cái nó công dụng khác nhau, mình trộn lại thì mình ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Rồi, đây là gì các anh chị? Và đây là cây gối hạt. Cây gối hạt thường được sử dụng cái rễ của nó để làm thuốc. Thì tính cái rễ của cây gối hạt thì nó có vị ngọt, hơi chát và tính bình. Mà công năng chính là để hành huyết, hạt huyết và tiêu viêm. Cho nên công dụng chính của nó cũng dùng trong trị phong thấp tê bại luôn. Tuy nhiên nó có một cái công dụng nổi trội mà mình hay bỏ quên. Đó là nó cũng nằm trong những cái bài thuốc để trị bán thân bất toại. Hay cụ thể là tai biến sau đột quỵ đó, thì những cái thể mà nó có phong hàn phong thấp ở trong đó thì em hay gia thêm gối hạt đó anh chị nha, thì nó có hiệu quả. Liều gia thêm là 12 gram, liều dùng chính nếu như mình sử dụng cho những trường hợp trị phong thấp tê bại á là 12 đến 20 gram. Các anh chị có, nếu như chế cồn xoa bóp hoặc ngâm rượu á, các anh chị có thể nâng nó lên đến 20 gram luôn cũng được. Rồi, đây là cây gì các anh chị? Giống cái cây ngũ sắc có phải cọc lợn không cô? À, cỏ cất lợn, một ý kiến là cỏ cất lợn. Còn các anh chị khác, cây này nó mọc xung quanh mình nhiều lắm nha, cây này rất nhiều. Cái này là dạng khô nè các anh chị sẽ hay thấy ở dạng khô hơn. Những phong thuốc người ta hay cho dạng khô rất nhiều. Cây mực hả cô? Đây là phi thêm ha. Tên đúng ở trong dịch điển là hy thêm, còn không biết ở địa phương các anh chị gọi là gì, nhưng mà ở chỗ em vẫn gọi nó là cây hy thêm. Thì hy thêm có vị đắng, mùi hôi cực kỳ hôi, nó hôi cái mùi khó chịu các anh chị, nhất là khi mình bò nát cái lá ra nó hôi kinh dị. Nó tính và tính của nó là tính lạnh. Công dụng chính của hy thêm là thanh nhiệt giải độc và trục phong trừ thấp. Chính vì vậy trong những trường hợp mà phong thấp nhiệt có yếu tố của nhiệt, các anh chị cho hy thêm vô thì nó sẽ có hiệu quả hơn những trường hợp là bị phong hàn thấp. Các anh chị nhìn nè, nó có tính lạnh, cho nên những trường hợp nào mà bị đau nhức cơ xương khớp thuộc thể phong hàn thấp á, thì cho vô nó không có hiệu quả đâu, nó còn làm cho bệnh nhân cảm thấy đau nhức cái chỗ xương khớp nhiều hơn, do mình đang đem cái dược tính lạnh trong cái dược liệu đi vào trong cơ xương khớp nhiều hơn nha. Cho nên nhắc đi nhắc lại, những trường hợp đau nhức cơ xương khớp mà có tính chất của nhiệt thì các anh chị cho hy thêm vô nó mới có hiệu quả. Thì cái này á, các anh chị thường dùng là liều là 8 đến 16 gram. Có người hay dùng cây mơ lông làm hy thêm nhưng mà không có đúng. Cây mơ lông ở đây á, hay gọi là cái cây mơ mà mình ăn với lại thịt cày của người Bắc á, thì cái đó người ta hay trộn vô với lại cái làm giả hy thêm. Tuy nhiên làm giả thì nó không có đạt được cái kết công dụng giống như cây hy thêm, cho nên đừng làm giả các anh chị. Cây này cũng là cây cỏ xung quanh mình dễ tìm đó. Rồi, đây là cây gì các anh chị? Bên này cây mơ lông. Cây mơ lông ha, hay miền Nam gọi nó tên khác, tên nó không được đẹp cho nên em cũng không đọc luôn. Cây này là cây hy thêm. Rồi, mình hay trộn hai cây này vô để lẫn lộn với nhau. Rồi, đây là cây gì các anh chị? Lá lốt, đúng không? Lá lốt. Lá lốt cũng là một vị thuốc nam, nó rất quen thuộc với mình, và trong những bài thuốc chữa cơ xương khớp á, em hay tra thêm lá lốt. Tại vì lá lốt nó rất có hiệu quả. Không biết có bài nào em nói chưa, nhưng mà lá lốt cực kỳ có hiệu quả trong điều trị đau nhức cơ xương khớp, tại vì lá lốt nó có tính gì các anh chị? Tính nóng hay là tính lạnh? Lá lốt. Lá lốt tính nóng cô. Đúng rồi, lá lốt tính nóng nha, cho nên các anh chị để ý là trong những bài thuốc trừ cơ xương khớp, các anh chị da lá lốt đừng, cái liều của nó liều khô á, đừng có nhiều hơn 16 gram. Nhiều hơn 16 gram á, bệnh nhân sẽ bị nhiệt, nó sẽ bị hao tổn thân dịch á. Bệnh nhân sẽ than với mình sao nóng, khó chịu,
hoặc là có những người người ta nổi mụn ở lên trên mặt hết trơn luôn, nổi đầy người hết trơn, thì đó là do tính nóng của lá lốt. Rồi lá lốt em để đây ha, cái ở đây cách dùng thì em dịch ra để cho các chị nói cô nấu uống hả. Rồi lát nữa em sẽ nói ha, đây là cái lá của mình nè, các anh chị nhìn đây, để trị phong thấp, đau lưng, mỏi gối. Thì cái cách mình làm á thì có nhiều cách. Ví dụ như mình sử dụng cái một thang thuốc lớn để trị đau nhức cơ xương khớp, thì các anh chị gia lá lốt vô. Tuy nhiên trước khi các anh chị gia, các anh chị phải chẩn đoán được người này đau nhức cơ xương khớp thuộc thể gì, thuộc bệnh gì. Lúc nào em cũng nói như vậy hết trơn á, chứ không phải cứ đau nhức cơ xương khớp thì uống lá lốt đi nó hết, nó không có nha các anh chị. Thì nó có hai cách, một là mình sử dụng tươi, hai là mình sử dụng khô. Thì liều các anh chị đang nhìn ở trên slide là liều khô, liều khô nha. Thì liều khô mình sử dụng lá lốt, sao lá non các anh chị bỏ, mình chỉ lấy lá già thôi, bỏ hết cái thân luôn, chỉ lấy cái lá thôi. Sao vàng, hạ thổ và phối hợp với cỏ xước và những vị thuốc khác, thì đây là liều dùng. Rồi cái này ở ngoài chút, chính vì cái tính của lá lốt nó nóng, mà lá lốt thì hay ăn với thịt bò nướng, đúng không? Bọc cuốn lá lốt á, thịt bò nướng á thì được gia thêm nhiệt, cho nên cái tính của nó cũng là tính nóng, và ăn với lá lốt thì nó cũng nóng luôn. Cho nên các anh chị thấy á, mình ăn nhiều bò lá lốt mình sẽ cảm thấy người mình nó nóng, do mình đem tính hai cái nhiệt vào trong người của mình, cái nhiệt của đồ nướng và cái nhiệt của lá lốt, cho nên là làm cho tỳ vị nó trở nên mang tính nhiệt. Vì vậy khi ăn lá lốt xong các anh chị phải bù vô nhiều tinh dịch nha. Đó là lý do tại sao mấy tiệm bán bò cuốn lá lốt nó hay bán thêm nước là vậy đó, à, để cho bổ sung tinh dịch cho các anh chị. Rồi đây là cây gì các anh chị? Cây này hơi lạ ha các anh chị. Trương khỉ, trương khỉ. Cây nào các anh chị? Trương khỉ. Người kiển hay gọi là cây mảnh cộng. Mảnh cộng ha, nó có vị đắng, nhạt. Và thì các anh chị ngắt cái lá đó, các anh chị vo nó đi thì nó nhớt. Nó nhớt mà, nó nhớt thua mùng tơi chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng nhớt. Công năng chính của cái lá mảnh cộng á là khu phong trừ thấp, thanh nhiệt và tiêu độc. Tuy nhiên công năng chủ yếu thường được sử dụng đó là khu phong trừ thấp nha, để chữa phong thấp cho các anh chị, chữa phong thấp ha. Liều dùng thì cái cây này phải sử dụng liều tươi, liều dùng từ 50 tới 100 gram tươi. Cây này thì quá quen rồi ha, cây mắc cỡ. Đây là cây mắc cỡ. Các anh chị sẽ thấy là bộ phận sử dụng là toàn cây. Nó có vị ngọt, nhạt, tính bình. Tuy nhiên, cái hợp chất và công dụng của nó nhiều nhất thì đối với anh chị nó nằm ở đâu? Nó tập trung ở đâu? Nằm ở cây gai chứ. Nằm ở cây gai, chính xác. Các anh chị học dược với các anh chị quen á. Những cây nào mà nó có bộ phận đặc biệt, ví dụ gai, ví dụ như những cái ngọn, ví dụ như những cái gai trên quả, thì chỗ đó thường là nơi nó tập trung dược chất nhiều nhất. Thì cái cây mắc cỡ cũng vậy luôn nha. Và cái hợp chất công tác dụng của nó ít nhất là ở cái bông, cho nên khi em sử dụng thì hay bỏ bông đi và giữ lại hoàn toàn phần gai. Các anh chị đừng bỏ cái gai nha. Thì công năng chính của cây mắc cỡ này đó là khu phong trừ thấp, an thần và giải độc. Người ta biết tới với ba công dụng chính của mắc cỡ, đó là khu phong trừ thấp và an thần, nổi trội các anh chị nha. Ngoài ra bây giờ người ta còn nghiên cứu thêm sử dụng cái cây mắc cỡ để chữa mất ngủ, và mất ngủ chủ yếu là mất ngủ kiểu tâm can nha. Ngoài ra thì nghiên cứu lâu rồi, cái cây mắc cỡ này nó có khả năng hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, tuy nhiên nó không nhiều, nó không rõ ràng như là cái cây hữu qua, cho nên sẽ không được biết đến nhiều hơn. Ngoài ra còn chữa đau nhức cơ xương khớp, viêm gan. Liều dùng á thì đây là liều dùng khô 20 đến 40 gram phối hợp với các loại thuốc khác. Còn nếu như sử dụng liều tươi á là 100 đến 200 gram một ngày. Rồi đây là cái gì các anh chị? Này là rau muống biển phải không cô? Đúng rồi, rau muống biển. Anh chị nào ở biển là rất quen với cây này. Rau muống biển cũng là một vị thuốc nam luôn nha các anh chị. À, nó có phân loại khác nhau. Ví dụ lá thì có vị đắng, tính bình, nó có độc. Độc thì độc ở cái lá của rau muống biển, nó nhẹ thôi, nó làm cho mình bị ngứa hoặc bị dị ứng, nhưng mà nó có công dụng là hoạt huyết và giải độc. Cái từ thông huyết này nè là được Tuệ Tĩnh ghi, thì em tôn trọng giữ lại. Tuy nhiên công dụng nó rõ ràng để mình dễ hiểu, đó là hoạt huyết. Rồi cái rễ của nó thì nó có hơi the the, nó có mùi thơm, mùi có tinh dầu, và có công dụng là giảm đau, giải độc và lợi tiểu. Thì các anh chị thấy hồi xưa mà người dân ở vùng biển bị rắn cắn á, thì người ta hay giả cái này nè,
giả cái lá cái thân nhai đắp vô nha. Tuy nhiên bây giờ không khuyến khích nữa nha các anh chị, lý do là nãy em nói rồi. Còn cái rễ của cây muống biển á, mình đào cái rễ lên á thì rửa cho sạch, phơi khô thì cũng có thể ngâm rượu hoặc phối hợp với những bài thuốc khác để trị phong thấp, tê mỏi và phù khủng. Thì cái liều dùng hàng ngày đây là liều khô 8-16 gram, còn cái liều tươi là từ 150-300 gram. Liều tươi thì nó hơi rộng hơn, nó tương đối rộng hơn. Rồi cái này quá quen thuộc rồi ha, trái nhào quen rồi. Khi mà nói tới những cái bài thuốc Bắc Nam về đau nhức cơ xương khớp thì thế nào các anh chị cũng thấy có mặt trái nhào trong đó. Thì cái trái nhào á, trái chín thì nó có vị chua, nó hơi cay cay chút xíu, mùi nó khó chịu. Trái non thì nó có vị chua chát và nhạt. Cái rễ của cây nhào cũng được sử dụng làm thuốc trong cái thuốc trì đau nhức cơ xương khớp luôn. Cái rễ nó có vị đắng và tính ấm. Hết cái cây nhào á thì nó có công năng là khu phong trừ thấp, lợi niệu nhuận trường và bổ phế thận. Tuy nhiên cái công năng tập trung chính chủ yếu ở trái nhào và cái rễ của cây nhào, tập trung ở trái và rễ nha. Thì cái cách dùng là các anh chị có thể sử dụng nó ngâm rượu nè, ngâm á, thì mình có thể ngâm rễ với lại trái luôn. Nhưng mà em thấy dưới quê thì người ta hay ngâm cái trái nhào thôi, không hay ngâm rễ. Thật ra cái công dụng mà khu phong trừ thấp á, ở cái rễ nó có hiệu quả các anh chị nha. Mà mình đào cái rễ lên mình ngâm thì coi như cái nhào nó chết, cho nên chắc không vậy, cho nên không ai sử dụng hết trơn, người ta ngâm trái cũng được. Thì em để ở đây, đây là cách dùng 8-10 gram đối với lá, 30-40 gram đối với rễ hoặc trái. Thì cái liều này là liều khô, tức là cái liều trái nhào nó phơi khô rồi thì được liều này. Còn nếu như liều trái nhào tươi á thì một ngày mình sử dụng là 120-180 gram, 120-180 gram, tức là tầm 3-4 trái nha. Thì cái trái nhào này á, anh chị có thể khô á, mình có thể sắc chung với thuốc phang, hoặc là mình có thể ngâm rượu mình chế cao sao bớt. Còn trái nhào tươi á thì chính vì cái tính chất tươi nó có nhiều nước thì mình hay sử dụng để mình ngâm rượu là chủ yếu, hoặc là mình pha trà. Rồi đây là cái gì các anh chị? Giống chùm rượu đó cô. Chùm rượu, không phải chùm rượu. Tỳ giải cái khúc khắc. Cái lá này không phải chùm rượu nha. Rồi cây tỳ giải giống khác. À, cây tỳ giải thì nó có vị đắng và tính bình. Nó đắng thì cái vị đắng của tỳ giải nó lạ. À, công dụng chính của tỳ giải là để trừ phong thấp, lợi thủy, bổ căn thận. Thì đặc trưng của tỳ giải là nó đi vào trong hai đường, hai kinh, đó là kinh can và kinh thận. Nó làm mạnh lên chức năng can chủ cân và nó mạnh lên chức năng là thận chủ cốt tủy. Cho nên chính vì vậy người ta cũng xếp nó vào trong nhóm là trị phong hàn thấp luôn. Và những người mà bị đau nhức cơ xương khớp do phong hàn thấp thì thường phối hợp những vị thuốc trong đó có tỳ giải để chữa trị. Thì liều dùng liều khô các anh chị nha, liều khô các anh chị có thể lấy cái thân, cái lá, cái cây hoặc cái rễ, cái nào cũng được hết trơn á. Liều dùng là 12-24 gram liều dùng khô. Cái cây này sử dụng liều dùng khô. Rồi như vậy là xong thuốc phong thấp rồi, thuốc triệu phong thấp. Thì thật ra thuốc triệu phong thấp nó nhiều nữa, nhất là những vị thuốc của dân tộc miền núi rất nhiều, tuy nhiên nó chưa được kiểm nghiệm các anh chị. Có những vị thuốc nó có hiệu quả nhưng mà hàm lượng kim loại nặng trong đó nó nhiều, mình không sử dụng vô thì nó sẽ gây suy gan suy thận. Cho nên em lựa chọn những cái dược liệu thuốc nam mà được tại tỉnh nhắc tới, thiền sư tại tỉnh nhắc tới nhiều, thì sẽ hướng dẫn cho các anh chị để kết hợp với những bài thuốc mình đã học rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thuốc lợi thủy. Cái vị thuốc đầu tiên quen thuộc thôi, đó là bí đao các anh chị nha. Hôm bữa mình học chế từ sinh thành thục địa thì trong đó mình có nấu nước bí đao. Em hướng dẫn các anh chị nấu cũng là vì một công dụng của bí đao, đó là nó có tính lợi thủy nha, và thanh nhiệt nữa. Thì liều dùng là 12-40 gram, đây là liều dùng khô. Thì các anh chị có thể thấy một số cái này, thì tốt nhất nhắc lại thôi, nước bí đao thì mình nên nấu ở nhà, còn ở ngoài đường chủ yếu là nước đường không, người ta cho vô rất ngọt. Đây là một số cái để mình nấu bí đao, các anh chị quen rồi ha, mình cũng đã thực hành rồi. Thì các anh chị có thể nhìn thêm cái này, mình có thể bỏ thêm trái này vô. Trái này là trái gì các anh chị? Lá hán quả. Dạ, lá hán quả. Đúng rồi, lá hán quả ha. Thì một nồi xanh bí đao các anh chị có thể bỏ một bóp nhỏ lá hán quả, các anh chị bỏ vô, bỏ một trái thôi là nó đã đủ ngọt rồi. Rồi, đây là vị thuốc gì các anh chị? Vị chanh. Mau canh, dưới quả chanh. Bạch màu cam đúng rồi ha, màu cam hay cỏ tranh cũng được, cái nào cũng đúng hết trơn á.
thì công dụng của cỏ tranh nó có vị hơi ngọt ngọt, tính mát, lợi tiểu, thanh nhiệt và cầm máu. Thì đây là công dụng và cách chữa trị. Công dụng nổi trội nhất của cái cỏ tranh đó là nó trị tiểu ít và tiểu đỏ, những trường hợp như là nhiễm trùng tiểu, các chị nhiễm trùng tiểu thì bệnh nhân tới theo với mình là tiểu cắt, tiểu buốt, nhất là hay gặp ở phụ nữ và hay thường gặp nhất là phụ nữ ở trong giai đoạn tiền mãn kinh đó, thì cái nội tiết tố của người ta nó giảm, cái mật độ pH ở cái vùng sinh dục đó, nó cũng giảm, nó dễ bị nhiễm khuẩn đó. Cho nên là người phụ nữ dễ bị nhiễm trùng tiểu trong giai đoạn đó. Và khi mà mình đã sử dụng thuốc Tây y rồi á, thì có những trường hợp nó bị kháng thuốc Tây y, tức là sử dụng thì nó hết nhưng mà ngưng thì nó lại bị nhiễm trùng tiểu lại. Có những người người ta kéo dài tới mấy tháng thì người ta chuyển qua sử dụng thuốc y học cổ truyền, thì mình sẽ chẩn đoán bệnh rồi mình cho bài thuốc. Một trong những vị thuốc em hay cho vô trong những bài thuốc trị nhiễm trùng tiểu nhất đó là cỏ tranh. Thì ở đây không có điều kiện mình sẽ sử dụng cỏ tranh khô, còn nếu như tốt nhất là mình sử dụng cỏ tranh tươi, các anh chị sử dụng sẽ thấy nó có hiệu quả nổi trội lắm nha. Thì ở đây mình nhìn vào cái vị và cái tính của nó, tính mát. Những trường hợp mà nhiễm trùng tiểu thì đa số là thấp nhiệt không à, cho nên mình cho cỏ tranh vô nó sẽ thanh nhiệt cho bệnh nhân. Rồi nếu như bệnh nhân bị tiểu, tiểu gắt, tiểu buốt rồi mà có thêm tiểu đỏ nữa thì đó đang là một cái hiện tượng là nhiệt bất khuyết vận hành đó, thì chảy máu ra, thì các anh chị sẽ sao đen cỏ tranh này lên, sao đen nha, sao đen rồi mình sẽ nghiền nhỏ, hoặc là sao đen rồi mình nấu với thuốc thang cho bệnh nhân uống để nó cải thiện triệu chứng tiểu đỏ thì nó cũng có hiệu quả. Rồi cái liều dùng của cỏ tranh đó các anh chị thì là 12-40 gram. Tuy nhiên có những trường hợp mà bị nhiễm trùng tiểu nặng, bệnh nhân theo với mình tiểu gắt, tiểu buốt nhiều quá đi à, hoặc là sử dụng thuốc kháng sinh nhiều quá, cái tính nhiệt trong người nó tăng lên, các anh chị có thể nâng cái liều cỏ tranh này lên tới 40 gram hoặc là 50 gram luôn đều được. Rồi đây là cái gì các anh chị? Dứa biển. Cái dứa hả? Dứa ngô, dứa dại. Dứa dại, dạo này cây này nó em thấy nó nổi bật. Người ta quảng cáo nó với nhiều cái công dụng lắm. Thì hồi xưa người ta đã biết tới cái cây này rồi các anh chị. Gọi là dứa dại nè, dứa gỗ nha. Công năng chữa trị chính là nó có vị ngọt, tính mát. Lợi công năng chính là lợi tiểu và lương huyết. Em đang nói cái trái này. Rồi, chữa chứng, cái công dụng nổi trội nhất của nó vẫn là chữa cái nhiễm trùng tiểu, giống y chang như cái cỏ tranh hàng nãy, và chữa chứng đi tiểu rắc và tiểu buốt. Ngoài ra thì nó còn trị thủy thủng nữa. Tuy nhiên cái công dụng này đó thì chưa có được nghiên cứu anh chị. À, thật tình mà nói á, những cái vị thuốc y học cổ truyền của mình á, những vị thuốc lợi thủy á, thì nó có hiệu quả lắm. Mình uống vô, ví dụ như bệnh nhân bị thủy thủng, bệnh nhân bị sơ gan cổ trướng, cái bụng đang bự vậy. À, sử dụng thuốc tây thì nó không kiểm soát, còn sử dụng thuốc đông y dục vô một cái là cái bụng ta xẹp liền, tại vì mình cho tấu người ta đi tiểu nhiều. À, tuy nhiên lợi bất cập hại, đi tiểu nhiều thì đồng thời mất tân dịch, mất dịch á, mất những khoáng chất và có thể đẩy bệnh nhân vào làm cho cái cơn viêm gan hay cái cơn suy gan hay suy thận nó nặng hơn. Anh chị sẽ thấy những trường hợp là sử dụng thuốc nam, những cái thuốc mà lợi thủy, trục thủy như vậy nè, 3-5 ngày đầu tiên bệnh nhân thích lắm, tại vì cái bụng nó xẹp. Rồi từ ngày thứ 5 trở đi cái đầu bệnh nhân mệt mỏi dần, bệnh nhân không còn sức nữa và cái bụng nó lại bự lên trở lại thì bắt đầu phải vô bệnh viện nhập Tây y để chữa trị. Cho nên á, đối với cái trái dứa dại này á, thì cái công năng chữa trị em hay nhắc tới thôi, đó là chữa chứng nhiễm trùng tiểu hoặc là ly tiểu gắt, tiểu buốt. Còn cái thủy thủng này thì em sẽ không nói nhiều đâu. Liều dùng của cái quả dứa dại này là từ 6-16 gram, thì tốt nhất là các anh chị nên sử dụng quả chín, nó sẽ có công dụng cao nhất. Và quả chín thái về đó thì các anh chị tách ra, tách từng trái ra, rửa sạch rồi phơi khô để mình để dành sử dụng. Rồi đây là đậu đỏ ha các anh chị. Đậu đỏ cũng là một cái vị thuốc, nó nằm trong cái nhóm thuốc lợi thủy luôn. Tại vì sao? Đậu đỏ thì nó có vị ngọt, tính bình, nó có công dụng lợi tiểu và cũng có khả năng thanh nhiệt luôn. Rồi đây là cái vị thuốc đặc trưng để trị thủy thủng. Tuy nhiên, trước khi các anh chị lấy đậu đỏ để trị thủy thủng thì các anh chị nên chẩn đoán ra bệnh. Tại vì thủy thủng nó có nhiều thể bệnh, chỉ có một vài thể nó sử dụng đậu đỏ nó có hiệu quả thôi nha các anh chị. Thì hồi xưa đó, Hoa Đà có một cái bài thuốc ổng ghi trong cuốn sách của ổng, đó là trị thủy thủng bằng cách là lấy cái đậu đỏ này nè hầm với bí đao để ăn, hoặc là nấu với cá chép thì thấy bệnh nhân nó hết thủy thủng, hoặc là có thể trị u nhọt. Liều dùng của đậu đỏ một ngày á,
là 12 cho đến 40 gram. Rồi đây là rau mắp ha, các anh chị cũng quen thuộc rồi, nó cũng là một vị thuốc có công dụng là tiểu, lợi thủy nha các anh chị. Rồi trong cái thành phần của rau ngô thì có rất nhiều vitamin. Cho nên là khi mà ăn bắp thì em hay giữ lại cái rau bắp để nấu nước uống, nó có nhiều vitamin trong đó anh chị. Cái tính vị và công năng nổi trội nhất của cái rau bắp đó là thanh nhiệt, lợi tiểu hay là lợi thủy nha. Nó, nếu như người của mình á, mình đang có nhiệt, mình đang có thực nhiệt thì mình có thể sử dụng độc vị, đó là rau bắp mình nấu với nước mình uống, thì rau bắp nó sẽ có khả năng là nó giữ nhiệt trong cơ thể của mình đi ra ngoài theo đường nước tiểu. Công dụng giống chặt tả đó, thì ở bên Trung Quốc người ta sử dụng chặt tả, còn bên mình thì mình có thể sử dụng rau bắp. Rồi đây là liều dùng của rau bắp, 12 cho đến 21 gram một ngày. Rồi ở đây mình làm ba vị thuốc này có công dụng chung là gì các anh chị? Lợi tiểu cô. Lợi tiểu đúng rồi. Cái cây đầu tiên là cây gì các anh chị? Mã đề. Mã đề đúng rồi, đây là mộc thông. Không phải mộc thông, trạch tả. Trạch tả, đây là rau bắp. Thì mình phân biệt nha. Cái thuốc lợi tiểu á là cái khái niệm của thuốc y học hiện đại. Nó là một trong những nhóm thuốc trị tăng huyết áp á, nhóm thuốc lợi tiểu. Còn bên này á, mình sẽ gọi những cái vị thuốc này là vị thuốc lợi thủy. Các anh chị đừng lẫn lộn với hai nhóm nha, nhắc lại. Thuốc bên này là nhóm thuốc lợi tiểu, nhóm bên này là nhóm thuốc lợi thủy. Rồi mình sẽ qua nhóm thuốc trục thủy. Thuốc hồi nãy giờ học mấy vị đó là thuốc lợi thủy. Mà sao là lợi thủy, sao là trục thủy, các anh chị phân biệt được không? Ví dụ như là bị thù chẳng hạn thì cho bớt nước ra, hoặc là phủ chướng thì cho bớt nước ra, gọi là trục thủy. Rồi, trục thủy. Một ý kiến còn các anh chị khác? Trục thủy là làm mất nước đó cô. Trục thủy là làm mất nước. Còn lợi thủy có làm mất nước không? Lợi thủy là giữ nước chứ. Lợi thủy là làm giữ nước hả? À, mình đọc lại slide nãy giờ em nói nghe. Còn anh chị khác có ý kiến gì không? Rồi em nói ha, phân biệt giữa hai nhóm. Cái này trong dược bắt buộc là các anh chị phải học rồi đó. Rồi bây giờ em nhắc lại khái niệm của thuốc lợi thủy và thuốc trục thủy. Thuốc lợi thủy và thuốc trục thủy giống nhau là nó có chữ thủy á. Nghĩa là cái gì các anh chị? Cả hai cùng tống thủy dịch bị ứ động trong cơ thể đi ra ngoài, đúng không? Theo đường nước tiểu. Tuy nhiên thuốc trục thủy nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tống qua đường nước tiểu và đường phân luôn. Thì mình gọi nó là thuốc trục thủy. Còn thuốc lợi thủy nó chỉ tống qua đường đi tiểu thôi. Đó là sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm thuốc, các anh chị nhớ này nha, này quan trọng. Và chính vì thuốc trục thủy nó đẩy cái tân dịch dư thừa ứ động ở trong người của mình qua hai con đường, tức là đường đi tiểu và đường phân, cho nên cái khả năng nếu như mình dùng quá liều á, hoặc là mình dùng liều cao thì khả năng sẽ gây mất tân dịch nhiều, cho nên các anh chị phải cẩn trọng trước. Ở những trường hợp nhẹ mình cho sử dụng thuốc lợi thủy đi, đừng cho thuốc trục thủy, hoặc là người lớn tuổi chính khí suy tân dịch hao kiệt thì cho sử dụng thuốc lợi thủy thôi, không cho sử dụng thuốc trục thủy nha các anh chị. Thì ở đây nó có một số đại diện, đây là cây gì các anh chị? Này là cây bìm bìm. Cây bìm bìm đúng không? Cây bìm bìm hay còn gọi là bìm bìm biết đó, nó màu hồng màu tím. Thì cây bìm bìm này nó có vị đắng tính hàn, có công dụng là trừ thấp nhiệt, lợi đại tiểu tiện. Các anh chị thấy hồi xưa người ta ghi nè, ở đây nè, lợi đại tiểu tiện, tức là vừa tống thấp nhiệt đi ra ngoài theo đường tiểu nè, và theo đường tiện là đường đi cầu á. Rồi đây là cách dùng trị táo nhiệt ha. Tiêu tiện bí thì hay dùng cái hạt bìm bìm sống, sao vàng, sống bột, mỗi lần thì dùng 8 gram hòa với nước gừng mà uống. Rồi trị thủy thủng hoặc là trị dung cũng được luôn. Liều dùng là 4 tới 8 gram, chính vì cái công dụng của nó trục thủy mạnh cho nên liều dùng của nó không cao đâu các anh chị, từ 4 đến 8 gram thôi. Rồi đây là cây gì các anh chị? Cây vòi voi. Cây vòi voi, còn có tên khác không các anh chị? Ngày như cát lòi phải không cô? Cát lòi hay là cây mía giò. Ở chỗ em gọi là cây mía giò đó, người ta hay trồng xung quanh chung cư làm kiển. Còn chỗ các anh chị có thể là
có tên là cát lòi nữa, ở đây có này các chị nha. Thì công năng chính của cái cây này á, nó có công dụng lợi tiểu mạnh. Ở đây em để chữ đỏ, tức là công dụng của nó rất mạnh. Người ta dùng toàn cái cây luôn nha. Nó vừa tải cái nhiệt, hấp nhiệt đi ra ngoài theo đường tiểu và theo đường phân lưu. Cho nên khi mà mình đã sử dụng nó rồi đó thì các anh chị chú ý. Rồi, trừ trong cách dùng là trong những trường hợp tiểu bút nè, tiểu gắt, nước tiểu vàng cho thấy là thấp nhiệt nặng đó đó các anh chị nha. Chữa ruồng thủng. Liều dùng là 8 đến 16 gram là liều dùng khô, liều dùng tươi các anh chị có thể sử dụng 200 gram. Rồi, như vậy cái nhóm thuốc trục thủy em đưa ra cho con mấy anh chị có mấy vị thôi à. Nhưng mà các anh chị chú ý nha, những vị nào đó, những vị nào mà em đưa trong nhóm thuốc trục thủy á, nó cũng có công dụng mạnh. Cho nên các anh chị cân nhắc sử dụng cho bệnh nhân. Thì gần đây có một bệnh nhân tới, bệnh nhân than là tôi bị xơ gan, cái bụng của chú bự lắm. Thì chú hay đi lên hút thuốc chùa đó, thì mỗi lần hút uống thì chú đi tiểu, đi cầu rất nhiều, làm cho cái bụng của chú sẹp. Thì lúc sẹp thì chú dễ chịu, chú dễ thở. Tuy nhiên 3 ngày sau chú cảm thấy chú mệt mỏi, không có sức nữa, và cái dịch ở trong cái ổ bụng của mình đó bự lên, nó bự gấp đôi lần trước luôn, và phải nhập trong bệnh viện để điều trị Tây y. Thì cái câu chuyện để nói với các anh chị là đó, khi mà các anh chị cho bệnh nhân, các anh chị có thấy bệnh nhân là phù nè, phù thủng nè, cổ trướng nè, các anh chị không chẩn đoán bệnh, các anh chị cứ ập vô cho bệnh nhân là một bài thuốc là coi như tổng hợp tất cả những vị thuốc vừa lợi thủy vừa trục thủy, nó không theo quân thần tá sứ nào hết, thì nó sẽ gây hại cho bệnh nhân như vậy, nó sẽ làm cho bệnh của bệnh nhân nặng hơn nha. Các anh chị chú ý chút xíu về hai nhóm thuốc này, rồi mình sẽ đi qua một cái nhóm thuốc thứ ba. Cô ơi, cái cây mía dòi đó là sử dụng bộ phận nào cô? Cây mía dòi các anh chị có thể sử dụng, nãy nói rồi đó, mình có thể sử dụng toàn cây luôn chị, sử dụng toàn cây và sử dụng khô. Liều khô là 8 đến 16 gram, còn liều tươi là 200 gram. À, mình sẽ đi một số nhóm thuốc nam cuối cùng nha các anh chị, để mình kết thúc cái học phần này, tuần sau mình kiểm tra thôi. Rồi mình sẽ đi qua về nhóm thuốc thanh nhiệt. Nhóm thuốc thanh nhiệt đó thì hồi học đông dược á, thì em không biết các anh chị được hướng dẫn mấy nhóm thuốc. Tuy nhiên ở nhóm thuốc thanh nhiệt cổ điển là có 5 nhóm thuốc nha. Các anh chị sẽ mở tài liệu cổ điển, ví dụ như là trong cuốn của thầy Tệ Tĩnh, thầy của thầy Hải Thượng Lãn Ông, thầy có để 5 nhóm thuốc: thanh nhiệt táo thấp, thanh nhiệt giáng hỏa, thanh nhiệt lương huyết, thanh nhiệt trừ thấp, vân vân. Nó có 5 nhóm các anh chị. Thì nhóm đầu tiên đó là thanh nhiệt giáng hỏa, thì về thuốc nam á, thì em để đại diện là quả chanh. Quả chanh nó có công dụng rất là nhiều. Ví dụ cái lá của nó đó thì nó có vị đắng, mùi thơm, tính bình. Cái quả thì nó cũng có vị chua, tính mát. Cái rễ thì nó có tính bình. Thì công dụng em chia rõ ràng ở đây luôn để dành là tài liệu học cho các anh chị. Thì thứ nhất, cái lá nó có công dụng thanh nhiệt, hoạt huyết và tiêu thực. Tiêu thực mình biết rồi ha, là những trường hợp thực tích á. Cái quả nó thì thanh nhiệt, nó tiêu trùng và nó làm sáng mặt. Hồi xưa thì người ta để cái chữ sáng mặt. Cái rễ của nó thì nó thông can khí và nó tiêu đờm chạy khí, sáng mắt. Thì cái rễ này nó nổi trội lắm các anh chị. Không biết địa phương các anh chị có ưa sử dụng không, nhưng mà tại chỗ em, bản thân của em cũng rất hay sử dụng cái rễ chanh. Rễ chanh đánh vào những cái bệnh lý mà là do can khí á, thì mình gia rễ chanh vô đó thì nó có hiệu quả. Thì em cũng để ở đây liều dùng luôn. Thứ nhất là cái lá là dùng 6 đến 10g, liều dùng khô nha các anh chị. Quả là từ 2 đến 3 quả tùy bệnh. Rễ là sử dụng 4 đến 8g, liều dùng khô. Rồi một số kinh nghiệm dân gian chữa bệnh với quả chanh. Các anh chị có nghe dân gian chữa bệnh gì với quả chanh không? Mình bị ho, nướng cái quả chanh lên xong lại ăn đó cô. Rồi, một kinh nghiệm ha. Còn các anh chị khác? Cô em thấy là bị sốt là hay làm nước chanh nóng để uống. À đúng rồi, bị sốt hay làm nước chanh nóng uống, đúng rồi. Còn trường hợp nào nữa không các anh chị?
Rồi em biết là một số anh chị nào cũng biết một hai kinh nghiệm hết á, mà tại tối là biến, nhưng các anh chị là biến phát biểu thôi. Em để ra một số cái công dụng kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh với trái chanh. Thì hai kinh nghiệm mà mình thấy nhiều nhất đó là khi bệnh nhân lên huyết áp, người nhà mình lên huyết áp là ngay lập tức mình pha nước chanh đường cho ta uống, đúng không? Các anh chị sẽ thấy. Cái thứ hai là khi đi nhậu về, vợ hoặc chồng say rượu là ngay lập tức pha chanh nóng cho uống liền. Thì đó là kinh nghiệm dân gian mà bây giờ nó ăn sâu vào trong mình rồi. Nó có hiệu quả không? Nó có hiệu quả các anh chị. Và nhiệm vụ của mình là mình đi dạy cơ chế thôi là xong để mình sử dụng. Thứ nhất là về say rượu thì em bữa học bài rượu thuốc em nói rồi ha. À, nước chanh nó có công dụng giải rượu thông qua cơ chế nào các anh chị? Câu này sắp sửa thi bào chế là hỏi đó, liên quan tới bài rượu thuốc đó các anh chị. Anh chị nào giờ thông qua cơ chế là thải qua nước tiểu, thải qua nước tiểu. Rồi còn anh mà anh chị khác, anh chị khác có ý kiến gì không? Rồi kèm thêm là nó có cái giải được cái nhiệt do nóng do rượu. Rồi giải được cái nhiệt, đúng rồi, giải thích đông y là đúng rồi đó. Và giải thích theo tây y. Theo tây y thì nó là chanh, trong chanh có vitamin C thì đúng, vitamin rồi. C cũng giúp cho tỉnh rượu. À, tại sao vitamin C lại giúp cho tỉnh rượu thì hiểu không biết giải thích là sao, diễn giải sao hiểu không biết giải thích sao, tức là mình hiểu chưa kỹ. Thường thường nó là vậy. Rồi để dành câu hỏi này hỏi thi bào chế nha cho nó hấp dẫn, chứ không anh chị được 10 điểm. Cái này đâu liên quan tới bào chế không? Có liên quan tới bài rượu thuốc các anh chị. Cái này là bài rượu thuốc. Cái này là ok. Rồi, ba cái này là ba loại thuốc giải rượu, đúng không? Ba loại thuốc giải rượu thì có một hôm em nói rồi, em cũng nói hết trơn rồi. Các anh chị coi thành phần của những chai thuốc giải rượu á, trong đó nó có cái gì? Nó có vitamin. Mà tại sao vitamin lại tham gia vào quá trình giải rượu? Thì bữa học bài rượu thuốc em cũng đã nói rồi, các anh chị coi lại. Rồi bây giờ câu hỏi là say rượu thì có nên uống nước chanh không? Câu trả lời là có hoặc không. Xong đối với những người bị bệnh dạ dày, tại vì cái hàm lượng axit trong chanh nó cao, gây cho nên uống vô thì có thể là ảnh hưởng tới bệnh lý dạ dày. Còn nếu như người đó không có bệnh lý dạ dày thì có thể cho uống. Tuy nhiên uống nước chanh pha với đường nha, chứ không phải là uống nước cốt chanh. Mà có một số địa phương là à, người nhà ở say rượu cái bắt đầu banh miệng ta ra nặng chanh vô, thì đó là uống nước cốt chanh đó, thì cấm tuyệt đối những trường hợp đó. À, khi bệnh nhân bị say rượu thì cái tỉnh táo của người ta không còn được như bình thường nữa, thì mình nặng cái chanh vô trong người của người ta, trong miệng của người ta đó, thì thay vì nó rớt vào đường thực quản, có khả năng nó sẽ rớt vào đường khí quản và có thể gây suy hô hấp cho cái người đó nha các anh chị. Rồi đây là gì đây các anh chị? Cái này quen lắm á. Ồ. Đây là củ chuối hay là cái thân của cái chuối, còn đây là trái chuối. Thì cái vị thuốc mà thanh nhiệt thứ hai em muốn giới thiệu quen với mình lắm đó là chuối tiêu nha. Chuối tiêu là chuối nhỏ nhỏ các anh chị. Thì chuối nó có vị ngọt, chát, tính lạnh, nó cũng có công dụng là thanh nhiệt giáng mã lợi thủy luôn. Tuy nhiên cái công dụng thanh nhiệt giáng mã lợi thủy này á, nó không có nằm ở trái chuối mà nó nằm ở cái phần củ chuối, củ của cây chuối tiêu nha các anh chị. Rồi cách dùng thì mình có thể giải cái củ tươi nè. Sao có ai thắc mắc gì nó lớn em nghe không rõ? Củ nó nằm ở đâu cô? Cái củ chuối nằm ở đâu các anh chị? Dưới cây. Nó nằm dưới gốc chứ nè. Củ chuối nhà anh chị nó nằm ở đâu? Cái củ chuối là nó nằm cái gốc đào cái... lên thì gọi là cái củ. Đào lên nó là cái thân rễ nha, thân rễ tức là phần thân với thân rễ, thì cái chỗ đó nó phình lên cho người ta gọi là củ chuối. Mình thử nhổ cái chuối lên đi, ở dưới nó sẽ có cái phình ra, thì đó gọi là củ chuối.
À, đặc biệt là các anh chị lấy củ của cây chuối tiêu á thì nó sẽ có công dụng thanh nhiệt giáng hỏa. Rồi bây giờ mình nói về chuối chút xíu. Mấy nhà đó đâu có đi chung với mẹ. Rồi anh chị nào đang mở tiếng tắt tiếng giùm em đi. Bà này vô bán em bán là vậy thôi, nhưng mà bả phải chuyện xong con, bả phải chuyện xong rồi họ xếp bà này kia. Rồi anh Phạm Quốc Duy tắt tiếng giùm em đi anh. Phải vô cái kia mình phải đi chơi em hiểu không? Bả là cái dạng bả này, cái dạng là tháng hè. Anh Phạm Quốc Huy ơi, tắt đi mic đi, Phạm Quốc Huy ơi. Rồi anh chị nào liên hệ cho anh nó phát tiếng đi rồi em dạy tiếp. Anh Phạm Quốc Duy tắt tiếng đi, tắt cái mic đi. Rồi, tiếp tục ha các anh chị. Rồi, mình sẽ nói về chuối. Thì nói chút xíu về chuối thôi. Cũng nghe tiếng nó bị nhòe ta. Anh chưa tắt đó cô. Không được rồi, một bạn nào nói anh gọi điện thoại cho anh tắt tiếng đi. Mình mới dạy tiếp được. Ai gọi điện thoại á, mày nhắn trên Zalo á. Em không có tự tắt được, tại vì em không phải là người quản lý của cái cuộc họp này. Ở trong này không biết là có đào tạo ở trong này không à? Đào tạo của trường á. Thấy cái cột càng đèn mở không? 9 giờ chuyện cao tốc chạy xuống mở cột càng đèn rồi nó đẹp, xây cái nó đẹp như mơ. Nguyên cái dự án không biết bao nhiêu con. Anh Quốc Huy ơi, tắt máu. Xây đẹp lắm. Thì cô dày. Anh cô dày. Anh Quốc Huy ơi, đi giới thiệu sản phẩm một chỗ khác. Anh Quốc Huy ơi, anh Quốc Huy ơi, các anh chị đợi em xíu nha, em sẽ liên hệ với đào tạo một chút. Cái đổi
Ông mà sáng ăn chay rồi không có ăn mặc đâu. Có ngon quá. Sớm là mấy giờ? Anh Phạm Quốc Duy ơi, tắt cái mic đi, ảnh hưởng cả lớp rồi kìa. Rồi ở đây có lớp chuẩn lắm không ạ? Anh chị lớp trưởng có đi học không? Dạ có cô. Rồi à, bạn gọi lên cho cô Hương đào tạo giùm chị đi. Nó là gọi cho cô mời. Dạ. Giống cái mới chỉ là từ thôi em ra nó ngoài. Thay đổi mà đi nhà nó làm gì đâu.
Cho chị hỏi bạn lớp trưởng liên hệ được chưa? Liên hệ được đào tạo chưa bạn? Em đang liên hệ mà chưa được cô. Chị gọi cũng không được luôn. Cái khoa đào tạo là cái gì? Trong này cũng không có đào tạo luôn. Nãy giờ chưa được luôn mà cô. Không xuất hiện nữa rồi. Đang học cái quả chuối luôn. Sao học gió? Tầm 10 phút nữa nếu như mà nếu như không liên hệ được đào tạo không giải quyết được tình huống lại. Hai đi 6 3 5 7 giờ đi. Năng mũi lên học cho nó lẹ với người ta. Quá phí chị bạn ơi. Làm ảnh hưởng nhiều người quá. 8 gì 8 8 8. Chắc ổn rồi đó con. Dạ, thử có được không nha. Các anh chị có nghe tiếng vang không? Có không? Nghe không được, nghe nó khó chịu lắm các anh chị, nó bị tiếng của cô thôi, tiếng của cô thôi, cái lại tiếng của anh chị. Rồi, mình tiếp tục nha. Thì một số loại chuối các anh chị, cái nhấn cái này là để nói về mình thấy chuối nó đơn giản, các anh chị cũng hay ăn nhưng mà nó có một cái điểm nhấn các anh chị cũng phải nhớ, đó là trên đối tượng người bị đái tháo đường á. Thì đây là một số loại chuối. Cái này chuối gì các anh chị? Chuối câu cô. Chuối câu ha, đây là chuối chuối gì các anh chị? Chuối lắp ba nước ngoài. Chuối này là chuối chuối đỏ đỏ này nè. Chuối cơm. Chuối sim đỏ, chuối sứ ha, và một số loại nữa. Thì theo các anh chị loại chuối nào nhiều đường nhất? Chuối móc đó mà. Nhiều đường nhất là chuối nào các anh chị? Chuối đỏ. Chuối sim cô. Chuối sim hay là chuối sứ ha? Chuối sứ. Tại vì lớp có sự cố cho nên em không nói nhiều được, em phải tranh thủ em nói lẹ chứ không nó lại lát nó lại bị nhòe. Thì nó có một cái chuyện, đó là đối tượng nào nên ăn chuối và đối tượng nào không nên ăn chuối. Thì đó giờ các anh chị hay nghĩ là nếu như em chưa học y em cũng hay nghĩ là chuối mà ăn nhiêu chả được, ai ăn không cũng được. Và tuy nhiên sau khi học xong thì rút ra được một số điều. Thứ nhất, đối tượng nào nên ăn chuối, thì đối tượng nào nên ăn hay không nên ăn thì các anh chị nhìn lại thành phần của quả chuối là mình sẽ biết. Ví dụ như trong trái chuối, cái hàm lượng cái chất khoáng nhiều nhất là kali trong đó, kali và magie nha. Thì mình nhìn lại đây một số đối tượng nên ăn chuối. Những đối tượng nào mà dễ bị mất kali thì mình nên bổ sung chuối vô. Thì ở đây có 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là vận động viên thể dục, người ta hoạt động nhiều, người ta sẽ thải kali qua đường mồ hôi nhiều, mất kali á, cho nên những đối tượng đó nên ăn chuối. Các anh chị sẽ thấy là cầu thủ nè, vận động viên nè, người ta hay ăn chuối là vậy đó, để bổ sung kali vô. Cái thứ hai là nhóm người bị rối loạn điện giải, vì một lý do nào đó bị rối loạn điện giải, ví dụ như là tiêu chảy nè, ví dụ như nôn ói nè, thì mình nên bổ sung thêm chuối. Và cái nhóm người thứ ba, nhóm người khỏe mạnh,
nha. Tức là không có bệnh lý nào thì mình cũng nên ăn chuối để bổ sung kali, thực vật tự nhiên đi vô người của mình. Cái quan trọng là các anh chị nhớ cho em cái nhóm bên tay phải, đối tượng nào không nên ăn chuối. Có hai đối tượng không nên ăn chuối các anh chị. Thứ nhất là đái tháo đường. Các anh chị sẽ hơi bất ngờ tại sao người đái tháo đường không nên ăn chuối. Thì nó đi theo cái câu hỏi hồi nãy em hỏi các anh chị, chuối nào nhiều đường nhất? Không phải chuối nào hàm lượng đường cũng giống nhau. Trong những nhóm chuối này có một loại nó nhiều đường nhất, đó là chuối xứ. Chuối đây nè, các anh chị hay gọi nó là chuối sim á, thì hàm lượng của nó tính 100g của, mà một cái thống kê của Viện Dinh dưỡng học quốc gia Việt Nam á, thì người ta cứ lấy 100g từng loại chuối thì sẽ thấy là chuối này là nó chứa nhiều đường nhất nha. Cho nên các anh chị hạn chế, người bị đái tháo đường thì không cho bệnh nhân ăn chuối này. Mà người lớn tuổi á, thì theo thói quen, em không biết ở gia đình các anh chị như thế nào, nhưng mà gia đình của em á, ông bà lớn tuổi á, thì lại thích ăn chuối này, hay thích ăn chuối này. Thì mình có thể chuyển qua những chuối nào mà nó ít đường hơn, ví dụ như chuối tiêu, chuối cau, chuối trái nhỏ xíu anh chị. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dạ, dạ, cho em hỏi cái cô. Rồi hỏi đi anh chị. Dạ đâu cô, rồi chuối hộp cô. Tại vì chuối hộp đó là cái lượng đường nó sao cô? Chuối hộp đó, hàm lượng đường của chuối lát nó sẽ có một cái bảng thống kê, các anh chị sẽ thấy luôn. Cái đối tượng thứ hai đó là người bị suy thận mạng. Thì theo các anh chị, tại sao suy thận mạng thì lại mình phải không nên ăn chuối các anh chị? Cô, là chuối có chứa nhiều kali mà thận nó lại là chỗ lọc kali. Là chỗ lọc kali ha, à, tôi nói đúng thôi. Thì em nói lại khá, tại vì các anh chị chưa học bệnh học cũng không sao, trả lời vậy tốt rồi. À, suy thận mạng á, là suy thận và bệnh thận mạng là cái bệnh lý mà tại chỗ cái cầu thận á, cái màng lọc cầu thận á, nó bị bệnh, hay là mình nói là nó bị sơ hóa, tức là nó không có chặn được những cái phân tử lớn lại nữa, mà bao nhiêu phân tử lớn nó cũng lọt qua và đi ra ngoài hết trơn nha các anh chị. Thì trong đó có cái kali, trong đó có cái kali, và nó thay thế từ kali, nó sẽ có một cái mốc chuyển hóa là natri nó thoát ra ngoài kéo kali đi vô đó. Thì nó có cái đó. Như vậy trên người bị suy thận mạng á, thì lúc nào hàm lượng kali trong người của họ đó, bản thân của họ đó, là nó đã quá nhiều rồi. Mà bây giờ các anh chị cho bệnh nhân bổ sung thêm kali thì nó sẽ có một số ảnh hưởng. Ví dụ như là kali nhiều á thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tim của mình, nó có thể làm rung một số cái vùng, ví dụ như là rung thất hoặc rung nhĩ. Đó là lý do mà trên người bị suy thận mạng, đặc biệt là trên giai đoạn cuối hay là giai đoạn chạy thận á, người ta rất là khe đối với cái chuyện là ăn uống, trong đó có ăn chuối các anh chị, hầu như là không cho ăn luôn á. Cô bị tắt tiếng rồi cô ơi. Không nghe được gì hết cô ơi. Mày xin lỗi, nãy giờ các anh chị có nghe giọng em rõ không? À không cô ơi. À không, từ khúc nào vậy các anh chị? Thấy giờ em quên. Từ khúc trái chuối luôn, hình hình. Khúc lên hình trái chuối đó cô. Rồi, lên hình trái chuối. Thì đây là các giai đoạn của một quả chuối. Thì em hỏi là các anh chị thích ăn giai đoạn nào nhất? Giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai. Còn các anh chị khác? Ở giữa con. Giai đoạn thứ ba con. Các anh chị nào thích ăn giai đoạn mà nó lên mấy cái đốm đen này không? Dạ có cô. Có một số. Chắc chắn có. À, ông bà của em hồi xưa thích ăn giai đoạn này. Thường lấy nấu canh hoặc ăn với cơm, tại vì là người miền Tây. Thì bây giờ sẽ nói chút xíu về giai đoạn của quả chuối ha. Thì cái giai đoạn đầu tiên nè, mình hay gọi là nó còn xanh nhiều hơn á, thì người ta cắt ra, người ta nghiên cứu, thì nó có giai đoạn này nó có nhiều chất xơ nhất. Giai đoạn này nó tốt cho những người bị bệnh đại tràng nhất, tại vì nó có nhiều chất xơ. Rồi giai đoạn tiếp theo, mình gọi là giai đoạn chín thườm đó, thì giai đoạn này hàm lượng xơ nó vẫn cao và cái hàm lượng đường trong nó thấp. Cho nên giai đoạn này phù hợp với người đái tháo đường nè, có ăn thì ăn giai đoạn này được nha. Rồi bắt đầu giai đoạn này, nó chín rồi. Nó chín thì bắt đầu đường nó lên, mà đường
hàm lượng đường nó lên cao đó thì hàm lượng chất xơ nó giảm xuống nha, và hợp chất oxy hóa bắt đầu nó thoái dáng đi cho tới khi nó có mấy cái điểm mà màu nâu nâu trên này nè, là cho thấy là hàm lượng đường tích lũy trong trái chuối nó rất cao. Cho nên những người mà bị đái tháo đường á thì khuyên từ giai đoạn này trở đi thì mình không nên ăn nha. Giai đoạn này là đường không, không còn gì hết trơn đó, thì khuyến khích các anh chị ăn từ giai đoạn này, giai đoạn 3 trở về trên này. Thì đây là cái bản nghiên cứu của viện dinh dưỡng học đã nghiên cứu rồi đó các anh chị, 100g chuối xanh và 100g chuối chín nghiên cứu. Thì màu sắc nè, là các anh chị coi cái hàm lượng tinh bột, thì trong chuối xanh nó nhiều tinh bột hơn. À, trong chuối chín thì nó ít tinh bột nhưng mà nó thay bằng cái hàm lượng đường, nhất là những cái chuối mà nó có đốm gì ta gọi là cái màu của quả trứng cút á, thì nó càng nhiều đốm nó càng nhiều đường nha. Đây là hàm lượng calo, đây là lợi ích, bên này nhiều chất xơ dễ tiêu, bên này nhiều đường, nhiều đường có nhiều chất chống oxy hóa. Rồi tác hại, chính vì nó nhiều chất xơ nó có thêm nhiều chất cát nữa thì nó có thể gây đầy trứng bụng. Còn bên này á thì khi mà nó chín đen nhóc dày rồi thì nó không có nhiều hàm lượng chất xơ và nó không có nhiều hàm lượng vitamin cũng như là một khoáng chất, một số khoáng chất. Thì đây là cái bảng để thống kê calo trong một cái trái chuối, 100g chuối á, thì các anh chị sẽ coi nè, ví dụ chuối tiêu thì năng lượng trong này là 89 calo. À, chuối câu thì cũng vậy. Và chuối xanh thì nó ít hơn. Chuối câu lửa thì nó nhiều hơn. Hay cái này nè, nó tương đương với cái loại chuối mà ở miền Tây hay gọi chuối chà bột á, thì cái hàm lượng calo nó cũng y chang luôn các anh chị. Và cuối cùng, cái anh này là nhiều calo nhất. Chuối sứ là nhiều calo nhất, 110 đến 120. Thì cái bản khảo sát này á, người ta khảo sát những cái loại chuối mà người Việt Nam hay ăn nhất. À, trong đó không có chuối hột như hồi nãy anh Sang hỏi, đúng không? Anh Sang hỏi là có chuối hột hay không. Thì các anh chị nhìn đi, nhìn cái kích thước của quả chuối hột, nó tương đương, nó giống giống với quả chuối gì các anh chị? Chuối sứ. Cái chuối hột, nó giống giống với ông bên này nè. Thì cái hàm lượng đường của nó khi chín là nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà à, tại vì chưa trong chuối hột á, nhất là chuối hột rừng, thì nó có nhiều hột, thì cái hột đó, nó chiếm cái diện tích của cái thịt chuối, cho nên có khả năng là hàm lượng calo nó cũng sẽ thấp hơn một chút xíu. Tuy nhiên nó sẽ không thấp bằng những bên này, những loại bên này nha. Cho nên là chuối hột á, thì khuyến khích là không có ăn. À, chủ yếu nó có công dụng, chủ yếu là mình để dùng, mình ngâm rượu để chữa những chứng là đau nhức ở xương khớp á, thì nó tốt nha các anh chị. Rồi tiếp tục, đây là cây gì các anh chị? Đây gọi là cốc tinh thảo từ trong dược điển của Trung Quốc. Tuy nhiên, dược điển của Việt Nam gọi nó là cỏ dùi trống. Là nó có cái đầu giống vậy nè, nhìn giống cái dùi trống. Thì cỏ dùi trống nó có vị cay, nó tính nó hơi ấm. Nó có công dụng là tán phong nhiệt, sát mắt và sáng trùng. Là trị các loại đau mắt, nhức đầu và đau răng. Liều dùng là từ 12 đến 16 gram. Rồi, đây là nhóm thanh nhiệt tấu thấp. Cái vị thuốc đầu tiên của thuốc nam đó là cây hoàng đằng. Cây hoàng đằng thì thuộc họ tiết dê đó anh chị. Nó có vị hơi đắng, nhẵn nhẵn. Là công dụng chính của nó là thanh nhiệt tấu thấp. Nó dẫn cái thấp nhiệt đi ra ngoài, nó rất là hiệu quả nha. Cho nên là trong một số bài thuốc á, nếu như mà phòng thuốc có hoàng đằng thì em hay gia vô cho bệnh nhân. Cái liều sử dụng của hoàng đằng là từ 6 đến 12 gram. Rồi đây là cái gì các anh chị? Cái này gọi là cây chân châu. Cây chân châu. Còn ở địa phương các anh chị khác thì sao, gọi là gì? Nó có trái nhỏ nhỏ vậy. Đây là cây chân châu nha, thuộc nhóm thanh nhiệt lương huyết. Rồi thuộc cái nhóm chung với nhóm của sinh địa đó các anh chị nha. À, thì nó có vị đắng, chua, tính mát, thanh nhiệt, mát huyết và tiêu độc. Cái công năng mà nó nổi trội nhất đó là thanh nhiệt, mát huyết hay là lương huyết á. Rồi, à, cách dùng và chủ trị hồi xưa thì đó giờ có một cái bài thuốc kinh điển về cái chân châu này, đó là trị rôm sảy của con nít. Con nít mà nó hay bị rôm sảy hoặc nó bị chóc lở ở trên đầu á, thì hồi xưa trong một cái trong cuốn sách của Danh Y tại tỉnh á, thì ông có một cái bài đó là nấu nước của cái trái chân châu kèm theo lá và cành của chân châu, thì sau đó lấy cái nước đó tắm cho con nít thì nó hết. Bây giờ người ta tắt trong cái dịch của chân châu và trong cái lá của chân châu nó có hợp chất gì không, thì mình tìm ra được một số hợp chất, ví dụ như là vitamin này, vitamin C là chủ yếu nè. Ví dụ như là lá
hợp chất của tannin, hợp chất của tannin và hợp chất của anthraquinone. À, chính vì nó có hợp chất của tannin cho nên nó có công dụng sát khuẩn anh chị. Đó là hồi xưa người ta làm, bây giờ mình lấy lại để mình nghiên cứu ở trong đó có hợp chất gì. Thì cái liều dùng này là liều dùng khô và dùng cho lá. Còn nếu như mà các anh chị nấu nước á, thì ở đây tại tỉnh không ghi là cái liều là bao nhiêu, tức là mình nấu vừa đủ với 3 lít nước của mình. À, ví dụ như nửa ký, gồm có trái, gồm có cành, gồm có lá luôn, mình nấu rồi mình lấy cái nước đó để mình tắm thôi nha, chứ không phải là để uống. Rồi, đây là cây dền đỏ, thì nó cũng nằm trong cái nhóm thanh nhiệt luôn. Cái công dụng mà nổi bật nhất của cái nhóm dền đỏ đó là thanh nhiệt lương huyết. Nó nổi trội luôn các anh chị nha. Rồi, thì cái liều dùng á, liều dùng khô là từ 8 đến 16 gram. Còn cái liều dùng tươi đó là từ 500 đến 200 gram. Thì thường một bó rau dền đó các anh chị mua về bỏ rễ, bỏ thân đi một chút xíu, mình sử dụng cái lá với lại những cái cành nhỏ. Thì mua nửa ký thì lặt đi, nó còn lại tầm khoảng 200 là đúng cái liều dùng của mình trong một ngày của rau dền đỏ. Thì hồi xưa người ta hay cho rằng là những cái thực phẩm nào mà nó có màu đỏ thì nó bổ huyết. Thì cái câu nó có đúng hay không? Nó tương đối đúng các anh chị, tương đối đúng nha. Thì ở đây sẽ có một cái số thực phẩm, mấy anh chị tìm đặc điểm chung của bốn loại thực phẩm này đi. Nó có gì chung không các anh chị? Có màu sắc tím đỏ đậm. Đúng rồi. Dạ, có chất xơ luôn. Có chất xơ. Nói chung là nó có màu đỏ sậm, nó hơi sậm. Và bốn ong dưới này nó cũng có đặc điểm chung là nó có màu xanh đậm. Thì tám cái nhóm thực phẩm này là tám nhóm thực phẩm nó chứa nhiều cái gì nhất các anh chị? Cái gì mà làm cho nó đậm đậm giống vậy? Đó là sắc hai. Sắc hai ha. Sắc hai đi vào trong cơ thể của mình á, tham gia cấu tạo hồng cầu á, thì nó thành sắc ba. Thì các anh chị thấy là y học cổ truyền tương đồng với y học hiện đại. Đây là những vị thuốc bổ huyết hồi xưa người ta dùng. Thì nó tương đồng một chút xíu là nó có chứa sắc, sắc hai. Mà sắc thì lại tham gia vào quá trình tạo hồng cầu. Đó, thì nó giao thoa một chút xíu giữa Tây y và Đông y. Rồi đây là cỏ mừng trầu. Cái này hồi xưa cũng hay sử dụng các anh chị. Là cỏ mừng trầu có vị ngọt, tính mát, thanh nhiệt. Và cái công năng chữa trị nổi trội của nó đó là lương huyết, làm mát huyết đi. Những trường hợp mà bị huyết nhiệt á, thì có thể sử dụng thêm cỏ mừng trầu. Liều sử dụng của cỏ mừng trầu là 12 cho đến 16 gram khô. Mình có thể sử dụng luôn cái hoa, cái thân và cái lá của cỏ mừng trầu. Rồi vị thuốc tiếp theo. Có cái cỏ mừng trầu lá dùng tươi được không? À, chị nào hỏi em cái gì hỏi lớn lên chị. Dạ, cái cỏ mừng trầu đó mình dùng dạng tươi được không? À, liều dạng tươi ấy, liều dạng tươi là 150 cho tới 200 gram chị. Nhưng mà tươi là nấu được đúng không con? Tươi vẫn dùng được. Ở đây nếu như mà mình không bảo quản được á, em hay sử dụng cỏ mừng trầu khô thì em để cái liều khô. Còn nếu liều tươi là từ 150 đến 200 gram. Là nấu uống hả cô? Nấu uống. Các anh chị nhìn lại slide ha. Công dụng chính. Công dụng chính của cỏ mừng trầu đó là nãy giờ em chỉ nói nó lương huyết thôi. Tức là mình phải chẩn đoán được nó có huyết nhiệt thì mình mới sử dụng. Nãy giờ em không nói gì là nó có mát gan, nó bổ phổi, nó nói gì hết, em không dám nói gì đâu. Em nói là lát các anh chị lấy, các anh chị làm thiệt á, thì tất cả các triệu chứng đều phải chẩn đoán bệnh rồi mình mới áp dụng dược liệu vô nha các anh chị. Rồi tiếp theo, vị nấm mèo. Nấm mèo đó giờ mình hay xài trong đồ ăn á, thì nó cũng là một vị thuốc nam luôn. Thì nó có tên là mộc nhĩ nha, hay còn gọi nó là nấm mèo đây cho nó dễ. Nấm mèo thì nó có vị ngọt và tính mát, công dụng là nhuận tràng. Cái công dụng nhuận trường của nấm mèo là nổi bật nhất anh chị nha. Thì công dụng là nhuận trường cho nên người ta hay sử dụng nó để trị chữa những cái chứng là chữa lị băng huyết nè, chữa đông huyết, chữa bạch đới, chữa táo bón, chữa bệnh trĩ. Và trong những cái bệnh lý này nó có một cái bệnh nổi bật nhất đó là táo bón, do có công dụng là nhuận trường cho nên là mình hay sử dụng nấm mèo để chữa táo bón. Rồi, những cái vị thuốc nào tôi nói lành tính thì em có thể nói luôn cho các anh chị là chữa bệnh gì mình có thể áp dụng được. Và các anh chị hôm nào đó mà lỡ chẳng may mình bị táo bón, các anh chị thử
mình nấu cái nấm mèo á, nấu nước uống hoặc là mình luộc nó mình ăn thử đi, thì các anh chị sẽ trải nghiệm được cảm giác nhuận trường của nấm mèo. Nó nhẹ thôi, nó không nhiều đâu các anh chị, như là khả năng nhuận trường của nấm mèo y như là đu đủ vậy đó, nó sẽ làm cho mình dễ đi cầu hơn. Rồi đây là liều dùng. Liều dùng khô là từ 6 đến 12 gram sao vàng. Liều dùng tươi là từ 50 đến 100 gram tươi nha các anh chị. Cô ơi, mình có thể uống phan tải nhiệt được không? Phan tải nhiệt nó lại là một vị thuốc mới nữa. Thì mình tập trung như vậy nấm mèo. Có thời gian em sẽ nói về vị thuốc phan tải nhiệt nha. Mình học cái này trước đi, học xong đi rồi em sẽ nói. Cái liều thuốc tiếp theo đó là mướp các anh chị. Vị thuốc tiếp theo là mướp. Thì mướp quá quen thuộc với các anh chị rồi. Nó cũng là một dạng thuốc nam luôn. Thì cây mướp cũng là một cây đa năng. Nó giống như cây sen vậy đó. Bộ phận nào cũng có thể sử dụng được hết trơn đó. Từ quả nè, từ lá, từ hoa, từ rễ, từ thân, xài được hết đó các anh chị. Thì cái công năng chữa trị chính đó, của cây mướp đó là nó làm lương huyết. Ở đây nè, lương huyết ha. Giải độc, lợi tiểu, thông kinh lạc và hành huyết. Chính vì lương huyết cho nên những trường hợp mà huyết ứ á, hoặc là huyết nhiệt á, thì nó sẽ làm cho mát huyết, rồi sau đó nó sẽ làm cho hoạt huyết đẩy đi. Hoặc là những trường hợp nào á, người của mình á, bị phù thủng hoặc là bị tỳ, rối loạn chức năng vận hóa thị thấp, nó bị ứ thủy dịch lại, thì mình có thể cho sử dụng quả mướp. Nó làm thông, nó làm lợi tiểu, hoặc là nó làm giảm đi cái phù thủng thông qua cơ chế gì? Thông qua cơ chế là làm tăng cái chức năng tỳ chủ vận hóa thì thấp lên, thì nó sẽ tiêu đi cái phù thủng của mình. Đó là cơ chế của trái mướp. Rồi đây là chủ trị. Thì ở đây có nhiều chủ trị lắm. Tuy nhiên công dụng mà đã được nghiên cứu rồi á, thì nó có một cái công dụng nổi trội các anh chị. Đó là trị bệnh nóng sốt nhiều hoặc là ung nhọt. Mở ngoặc, cái bệnh mà nóng sốt nhiều ung nhọt này nó phải từ cơ chế là huyết nhiệt. Từ cơ chế là huyết nhiệt nha. Còn những cơ chế khác thì sử dụng mướp nó không có hiệu quả. Thì liều dùng ở đây á, là liều dùng khô. Còn liều dùng tươi các anh chị có thể sử dụng 100-200 gram. Rồi cái vị tiếp theo là hổ qua các anh chị. Hổ qua thì hổ qua cũng là một cây đa năng. Sử dụng trái cũng được và thân cành cũng được luôn. Thì ở đây em biết chắc chắn là mình có một cái kinh nghiệm dân gian là hay sử dụng hổ qua trên bệnh nhân đái tháo đường, đúng không? Bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 là rất hay sử dụng. Thì kinh nghiệm dân gian thôi. Tuy nhiên không khuyến khích chuyện đó các anh chị. Mình phải coi là đái tháo đường thuộc thể bệnh gì của y học cổ truyền thì mình mới cho sử dụng. Các anh chị biết là cái dây hữu qua này đúng như người ta nghiên cứu là nó có công dụng hạ đường huyết á. Nó có công dụng thông qua cái hợp chất glycosid đắng này nè ở trong cái trái hữu qua và dây hữu qua. Tuy nhiên khi sử dụng quá nhiều nó đem lại một cái tác dụng phụ trên bệnh nhân. Đó là bệnh nhân sẽ giảm vị giác. Các anh chị hỏi những bệnh nhân nào mà uống cái dây hữu qua, uống suốt luôn, ngày nào cũng uống, mà uống từ tháng này qua tháng nọ, hoặc là những người mà uống lá mật gấu suốt, các anh chị thấy người ta than một cái là xuống tự nhiên thấy ăn uống không có ngon, không có cảm nhận được vị của đồ ăn. Thì đây là tác dụng phụ của cái glycosid đắng này để lại nha các anh chị. Thì đây là liều dùng của cái dây trái hữu qua. Liều khô là 6-12 gram, liều tươi là từ 25-50 gram. Nó rất ít nha, chứ không phải nhiều đâu. Em thấy là mấy cô, mấy bác dưới quê á, mỗi lần xài một nắm vậy, bỏ vô trong cái nồi rồi nấu nước uống như vậy đó, nó rất là nhiều cái anti-glycosid đắng. Nó sẽ để lại tác dụng phụ. Rồi, một số kinh nghiệm dân gian chữa bệnh với khủng hoa. Đái tháo đường tiếp 2 em nói rồi nha. Viêm gan, giảm cân hay là thanh nhiệt giải độc. Thì ở đây em để một số nghiên cứu các anh chị coi nha. Cái đường link này nè, các anh chị cóp cái đường link này, các anh chị dán lên trên Google á, thì nó sẽ ra. Cái nghiên cứu đầu tiên á, là cái dịch chiết của hữu qua sẽ làm giảm cái hàm lượng đường. Thì nghiên cứu này lâu rồi, các anh chị được công bố lâu rồi. Rồi tiếp tục. Cây nút nát. Cây này là cây nút nát. Thì mình hay gọi nó là cây nam hoàng bá hay cây hoàng bá nam đó. Hoặc là cây mộc hồ điệp. Ở chỗ em thì gọi là hoàng bá nam. Công năng nó có vị đắng và tính lạnh. Nó đắng kinh khủng luôn, nhất là cái trái. Công dụng chính của hoàng bá nam đó là thanh can, giải nhiệt và tiêu độc. Các anh chị sẽ thấy là một số bài thuốc với lại cái cây hoàng bá nam, ví dụ như là chữa bệnh vàng da nè, táo bón, mình có thể lấy cái vỏ đó mình xoa vàng rồi hạ thổ. Tuy nhiên nhắc đi nhắc lại, khi học thuốc nam thì em rất sợ, tại vì mình đưa ra một vị thuốc gì là em sợ các anh chị ứng dụng mà các anh chị không chẩn đoán bệnh. Mình phải chẩn đoán ra bệnh nha.
rồi mình mới áp dụng cái thuốc này vô để mình chữa. Thì liều dùng là từ 8 đến 16 gram. Đây là cái gì các anh chị? Cây rau dừa hay còn gọi là cây rau đắng. À, cây rau dừa nước, cây rau dừa nước. Nó có vị ngọt, đắng và nó hơi ngứa chút xíu, tính nó lạnh. Công dụng chính của cái rau dừa nước này là thanh nhiệt lợi thủy. Đó, công cách chủ trị chính của nó là trị bệnh hư lao nóng sốt. Hư lao nóng sốt ha, hoặc là trị kiết lệ thể nhiệt á, thì các anh chị sẽ sử dụng nó được. Liều dùng là 12 đến 20 gram khô, còn liều dùng tươi là từ 50 đến 100 gram, gram tươi. Thì toàn cây, bộ phận sử dụng các anh chị có thể sử dụng toàn cây. Đây là rau gì các anh chị? Xin lỗi, đây là cây gì chứ nói rau các anh chị là suy nghĩ. Nó giống cây thầy lại tía đúng không? Cây thầy lại tía, hay chính xác. Bây giờ nó có nhiều loại thầy lại tía, hồi xưa có một loại thôi, bây giờ em thấy rất nhiều. Tại vì người ta lai ghép á, mình sẽ sử dụng thuốc nam, mình sẽ sử dụng cái thầy lại tía cổ điển trên hình các anh chị nha. Thì cái công dụng chính á, của cái cây thầy lại tía này, công dụng nổi bật của nó có vị ngọt tính lạnh, cho nên nó có công dụng thanh nhiệt mạnh. Thanh nhiệt tốt lắm các anh chị nha, tương đồng với những cái vị thuốc của ở bên Trung Quốc, ví dụ như là sinh địa nha, ví dụ tương đương luôn á. Công dụng chủ trị là trị kiết lỵ nè, tiểu bú, tiểu rác, táo bón, hoặc là trị u nhọt chốc lở. Thì cái này dân gian người ta cũng áp dụng là sử dụng nấu nước tắm của thầy lại tía để tắm cho những trẻ em mà bị chốc lở đó, nó bị ghẻ, nó bị chốc lở thì tắm thì nó có hiệu quả cao. Thì đây là một số cái thầy lại hiện nay nó lai ghép hết trơn rồi. À, tuy nhiên các anh chị nhắc các anh chị là có sử dụng thì sử dụng loại kinh điển của Việt Nam á, thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Rồi đây là cây gì các anh chị? Rồi đây gọi là cây bướm bạc, hai cái lá của nó màu trắng và nhìn giống như cánh bướm, cho nên gọi là cây bướm bạc, hay là bên Trung Quốc gọi là cây hồ điệp các anh chị nha. Nó có vị đắng chua và tính mát. Thì thường cái bộ phận sử dụng nó có hai bộ phận sử dụng. Ở bên Trung Quốc thì người ta chuộng lấy cái lá này ta sử dụng cái lá bị bạc bạc này nè. Còn ở bên mình thì thầy tại tỉnh sử dụng cái rễ sử dụng. Thì mình học thuốc nam cho nên mình sẽ lấy luôn cái kinh điển của thầy thiền sư tại tỉnh đó các anh chị. Thì cái rễ này nè, nó có vị đắng chua và tính mát. Công dụng chính của cái rễ này đó là thanh nhiệt tiêu độc nha các anh chị, nhớ công dụng này. Liều sử dụng là 12 đến 40 gram, hoặc là những trường hợp nào á mà nhiệt tà nó vô nó ẩn nấp nhiều á, nhất là nó đi sâu vào trong vật lý, mình có thể đẩy cái liều của cái rễ bướm bạc này lên cao, có thể là 80 gram luôn, nó rất khá nhiều á. Rồi đây là cây gì các anh chị? Hồ Công Anh. Hồ Công Anh. Còn các anh chị khác, mình nhìn kỹ cái lá nha. Cải trời nha cô. Là cải trời, chính xác ha, cái cải trời. Cái bò công anh, cái lá của nó không bự được vậy và nó không xòe rộng ra được như vậy. Thì đây là cây cải trời, hay gọi là hạ khô thảo nam, hay gọi là cây cải ma đó. Nó có vị đắng, cay, mùi thơm, tính bình. Công dụng mà bây giờ được nghiên cứu nhiều nhất của cây cải trời này nè các anh chị, đó là nó có công dụng là tiêu viêm, kháng viêm rất nhiều nha. Sử dụng trong những bệnh nhân mà ung thư giai đoạn cuối á, người ta sống chăm sóc giảm nhẹ đó, để chuẩn bị chờ mất á. Thì những trường hợp nặng đó, thì khi bị ung thư thì triệu chứng nổi trội nhất của giai đoạn cuối đó là đau. Người ta đau kinh khủng luôn, tại vì những cái tế bào bị viêm nhiều. Thì một trong những cái dược liệu của y học cổ truyền được nghiên cứu nhiều nhất tại thời điểm hiện nay để trị cái đau của ung thư đó là cải trời, hợp chất trong cải trời các anh chị. Thì hồi xưa á, người ta công dụng của cải trời là thanh can hỏa giải độc, cũng có tiêu viêm luôn. Công dụng chính là nấu nước để trị nhọt nè, hoặc là có thể giả ra để cầm máu thương, trị băng huyết hoặc là chảy máu cam. Các anh chị nhìn đây nè, nó có vị đắng, đắng nè, cay, mùi thơm và tính bình. Thì liều sử dụng em để thẳng là một cái khoảng luôn, liều sử dụng nó là 6 gram, 12 gram hoặc 40 gram,
40g là dành cho những trường hợp để điều trị những bệnh nhân ung thư đó các anh chị. Còn 6 đến 12 gam khô thì mình có thể sử dụng cho những người mà bị nhọt lỡ nấu nước để mình tắm. Cô, cái cây đó nó hình như có trị hạ huyết áp đúng không cô? À, hạ huyết áp thì nghiên cứu em chưa thấy, nghiên cứu chưa thấy, trong sách vở cũng không có luôn. Còn kinh nghiệm dân gian có nói hay không thì em không biết. Mình dựa vào nghiên cứu thực chứng và kinh điển, cụ thể là sách của Tề Tĩnh để lại về công dụng của y học cổ truyền và những cái nghiên cứu dược lý hiện đại để mình học nha. Còn những cái công dụng của dân gian truyền á, thì mình sẽ tìm hiểu sau. Các anh chị nghe câu này quen không? Biết nhưng mà không biết gì nữa thôi. Biết mà không biết gì. Của cậu Cải, cái này nói về cái của Dương Nguyễn Ánh thôi cùng. Nói về Hoàng tử Cải, con Nguyễn Ánh với lại bà vợ của ông vua Nguyễn Ánh là bà ở ngoài đập côn đảo Hoàng Phi Yến. Hoàng Phi Yến thì nói tính câu này thì ai cũng biết câu chuyện đó trơn á, nhưng mà quên mất một câu chuyện của đông y của mình, nó liên quan đến hai vị thuốc đó là cải trời và rau rong nha. Có nhiều sách người ta tranh luận dữ lắm, cái câu này là nói về hai vị thuốc này có trước hoặc là nói về cái bức tranh này có trước, và tuy nhiên cũng không nên tranh cãi làm gì tốn thời gian. Ai muốn theo trường, ai muốn nghĩ sao nghĩ nha các anh chị. Thì em nói thêm một cái tích, đó là cây cải và cây rau răm. Các anh chị nhìn lại tính vị của cây cải ha. Mà cây cải họ cúc. Rồi, cây cải có vị đắng, cay, mùi thơm, tính bình. Hình như tính vị của nó giống giống như là rau răm nha. Thì cây cải với cây rau răm nó có một cái đặc trưng là cây cải sinh trưởng mạnh vào đầu hạ, cây rau răm sinh trưởng mạnh vào cuối hạ. Thì khi mà đầu hạ nó phát triển mạnh cây cải trời, đến cuối hạ bắt đầu nó gần chết đi, thì là thời điểm của cây rau răm nó phát triển mạnh lên. Tại thời điểm đó đó thì vị cây và tán của cây rau răm nó rất nhiều, nó tập trung vô rất nhiều, tức là hết mùa cải trời là bắt đầu mùa của rau răm tới, nó sẽ phát triển rất mạnh. Cho nên có một cái câu là gió đưa cây cải về trời là hết mùa của cải trời và rau răm ở lại chịu lời đánh cây, tức là lúc đó tính vị của rau răm bắt đầu nó mạnh lên. Thì đó là một cái tích trong đông y, thì giới thiệu với các anh chị thôi chứ cũng có gì hết trơn á. Đây là cây gì các anh chị? Giống cây kim chi của cây cam thảo. Cam thảo nam, cái kim chi đấy, cái ngon ngọt ngọt. Cam thảo dây ha. Thì hình như lớp này hay lớp nào có nhắn tin hỏi em là trong bài rượu thuốc mình sử dụng cam thảo nào, thì bận quá không trả lời được, thì tối nay em trả lời luôn, đó là nếu như trong một bài thuốc mình không nói gì hết thì đó là cam thảo bắc, mình không cần phải nói bắc nam gì hết trơn. Còn cam thảo nam tự nhiên là người ta sẽ ghi là cam thảo nam. Còn trong một bài thuốc kinh điển các anh chị biết thuốc kinh điển chủ yếu là từ du nhập từ Trung Quốc qua, thì cam thảo trong đó ví dụ như trong bài thập toàn đại bổ hoặc trong bài tứ quân mình nói là xâm linh trực thảo, không nói gì cả, thì các anh chị mặc định hiển nhiên đó là cam thảo bắc từ bên Trung Quốc qua nha các anh chị, mặc định như vậy. Rồi đây là một số công dụng của cây cam thảo ha. Liều dùng từ 8 đến 16 gram. Nó có thêm một cây cam thảo nữa, đó là cam thảo đức nha. Thì đây là tính vị công dụng em để cho các anh chị tham khảo, 6 đến 12 gram. Tuy nhiên nhấn mạnh một cái điều này cho các anh chị nhớ rõ, cam thảo nam, cam thảo đất, cam thảo dây, tất cả những cam thảo của Việt Nam đó thì nó có công dụng riêng, nó có tính vị riêng, đúng rồi. Nhưng cái cam thảo mà để dùng để dẫn thuốc á, cái vai trò là dẫn thuốc mạnh nhất đó là cam thảo của Trung Quốc, tức là cam thảo bắc nha các anh chị nha. Cho nên những bài thuốc á, thì em cho hay cho cam thảo bắc với công dụng là dẫn thuốc hay cho, nhưng mà cam thảo của Việt Nam thì nó cũng có những công dụng riêng, thì tùy những loại bệnh lý mình áp dụng mình cho vô. Rồi đây là các loại cam thảo. Đây là cây gì các anh chị? Cây dành 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 rồi cô. Áo mà cây mật gấu chứ. Là cây mật gấu, đúng rồi, chính xác. Cây mật gấu, cây này quen quá rồi, các anh chị quá quen. Và mật gấu có một thời gian á, người ta nghiên cứu rất nhiều. Mà chính vì nhờ người ta nghiên cứu như vậy cho nên mình có kết quả để mình xài. Thì em để rất kỹ về cây mật gấu, tại vì sao? Đi dưới quê hay xài cây mật gấu lắm nha các anh chị, chịu khó vô mấy cái link ở đây này em để nè, ta nghiên cứu hết rồi mình đọc lại thôi. Công năng mật gấu thì nó có vị đắng hậu, nó có vị ngọt, nó đắng kinh khủng
đắng y như cái dây hữu qua, có công dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu thủng. Cái công dụng chính nổi bật nhất đó là thanh nhiệt, giải độc nha. Và cái chủ trị thì thường dùng để trị viêm họng, viêm gan, tiểu đường, tăng huyết áp rất nhiều. Em để vậy thôi, nhưng nhắc đi nhắc lại phải chẩn đoán ra thể bệnh của y học cổ truyền rồi mình mới áp dụng cái lá mật gấu này vô. Thì cái liều dùng của cái cành lá khô là 20-40 gram, lá tươi là 10-15 gram hoặc là 5 lá đó. Lá khô thì là 8-10 gram nha. Tại sao ở đây ít dữ vậy? Tại vì cái lá nó đắng, nó đắng dữ dội, mình chỉ xài liều này thôi, lá tươi các anh chị. Rồi đây là một cái nghiên cứu kinh điển luôn về lá mật gấu. Nuôi một cái con chuột, nuôi mấy con chuột cho nó ăn nhiều vô, cho nó mập lên để nó bị đái tháo đường á. Sau đó mình sẽ chích dịch chiết của mật gấu vô cái bụng chuột này, thì mình kiểm tra cái chất HB1C trong người của nó có hạ xuống hay không, thì kết quả là có. Cho nên là lâu rồi, công bố lâu rồi, người ta đưa ra kết luận là mật gấu có khả năng hạ đường huyết ở trên chuột bị đái tháo đường, và phát triển nghiên cứu ra. Thì bây giờ công bố là lá mật gấu có khả năng hạ đường huyết ở người đái tháo đường luôn, và người ta áp dụng. Tuy nhiên cái tác dụng phụ thì nãy em nói rồi, cho nên các anh chị cẩn trọng nha. Đây là cây me đất ha. Hồi xưa thì mấy thế hệ của em nè, không có cái gì ăn vặt hết thì hay ngắt cái này ăn. Cái trái của nó mình đụng vô cái nó nổ tùm lum với các anh chị. Cây me đất. Thì cây me đất có vị chua, tính lạnh, thanh nhiệt, tiêu viêm, giảm đau, tán ứ và sát trùng. Thì cây này tương đối lành tính, cho nên em để nhiều công dụng để cho các anh chị có thể dùng thì dùng. Ở đây em để rất nhiều nha. Còn liều dùng cái này á thì khô á là 10-20 gram sắp uống. Còn nếu như liều tươi các anh chị có thể sử dụng 50-100 gram. Bộ phận nào cũng có thể sử dụng được hết. Tuy nhiên cái công dụng nó tập trung ở cái lá. Cái lá này các anh chị. Rồi đây là cây ớt ha. Cây ớt nó cũng là một vị thuốc nam luôn. Thì ở đây có một số cái em để rõ luôn để cho mình tham khảo. Thứ nhất là quả ớt. Thì các anh chị biết rồi đó, nó có vị cay, nó có tính nóng, nó dẫn hỏa nè, nó ôn ấm trung tiêu, nó tiêu thật, nó sát trùng. Và tuy nhiên cái lá ớt thì nó lại ngược lại nha. Cái lá ớt thì nó có vị đắng và nó có tính mát. Các anh chị chú ý cái này chứ không bị lộn. Và công dụng của lá ớt là để thanh nhiệt. Cái trái ớt á, thì để ôn ấm trung tiêu, nhưng cái lá ớt là để thanh nhiệt. Các anh chị, thì đây là cách dùng. Cái quả khô á thì mình sử dụng 1-4 gram ngày, hoặc là các anh chị có thể sử dụng ngâm rượu ớt. Ngâm rượu ớt 1/5, nghĩa là sao các anh chị? Chưa nghe rượu ớt rồi. Chưa nghe rượu ớt, không có anh chị nào nghe tới rượu ớt hả? Chưa nghe rượu ớt nào chưa coi. Rồi chưa nghe rượu ớt thì em nói. Có rượu ớt hả? Có. Rồi rượu ớt 1/5, tức là 1 ký ớt thì 5 lít rượu 40 độ. 1 ký ớt, 5 lít rượu 40 độ. Thì các anh chị nhìn lại công dụng của quả ớt thì các anh chị sẽ suy ra được công dụng của rượu ớt nha. À, đây là liều em để ở đây. Còn cái lá ớt á thì sử dụng là 20-30 gram lá khô, 50-100 gram lá tươi để thanh nhiệt các anh chị, thanh nhiệt. Rồi. Cái này nó một chút xíu về ớt thôi, không biết là em có nói chưa. Nhưng mà cái cấu tạo lưỡi của mình là gì? Cấu tạo lưỡi của mình không biết có học bệnh học thì em sẽ hướng dẫn các anh chị nhìn quan sát để chẩn đoán bệnh trên lưỡi. Còn ở đây cái lưỡi này là theo Tây y, lưỡi này là theo Tây y. Đây là các vị mình cảm nhận được trên lưỡi, vị mặn, vị ngọt, vị chua, vị cay. Vậy thì đối với anh chị vị cay nó đi đâu mất tiêu à? Cay nó là cảm giác đau chứ không phải là vị cô. Rồi cay là cảm giác đau chứ không phải là vị, chính xác ha. Thì các anh chị nhìn cái lưỡi của mình giờ cắt ra ha, mình lấy một chút xíu mình cắt ra rồi mình soi kính hiển vi, soi nữa thì cuối cùng nè, dưới mỗi cái tế bào của lưỡi á thì nó có gọi là một nụ vị giác. Nụ vị giác này nó có hình dạng như củ hành tây. Thì dưới đáy mỗi nụ vị giác á thì nó có cái sợi kinh cảm giác. Cái sợi kinh cảm giác này nó dẫn truyền lên trên vỏ não, và cái nơi tận cùng nó kết thúc là cơ quan chi phối cảm giác đau nha các anh chị. Cuối cùng cái này là cái dây kinh cảm giác này nó kết thúc ở trên vỏ não là cơ quan cảm thụ cảm giác đau. Như vậy khi các anh chị ăn ớt vô thì nó không phải là một vị mà nó là cảm giác. Nó sẽ dẫn truyền cảm giác này đi lên trên cái trung khu cảm giác đau và nói cho mình biết là cái lưỡi của mình đang bị tổn thương
Ví dụ khi các anh chị bị bỏng thì những cái thụ cảm da của da nó cũng dẫn lên trung tâm của đau nha. Thì người bị bỏng các anh chị vô thăm, người ta than đúng một triệu chứng, đó là đau quá đi, đó là đau. Thì khi mà các anh chị ăn ớt nhiều, các anh chị ăn ớt rất nhiều, ăn ớt cay, thì thay vì các anh chị cảm giác được vị cay, nó sẽ thay đổi cảm giác, có cảm giác như bị rát cái lưỡi. Thì khi đó cái hợp chất của ớt nó kích thích cái nụ vị giác này rất nhiều rồi, nó sẽ dẫn truyền, nó kích thích lên trên cái chỗ phân tích cảm giác đau này mạnh hơn và trả lời cho các anh chị biết là cái lưỡi đang bị tổn thương nhiều. Cái hợp chất mà nó làm cho cái nụ vị giác nó bị tổn thương đó là hợp chất capsaicin. Capsaicin hả các anh chị? Capsaicin trong cái ớt ăn vô nó sẽ bám chặt vô đây, nó sẽ làm cho mình có cảm giác là bị cay. Và bây giờ làm sao để làm giảm cay đó các anh chị? Ăn cay thì làm gì cho giảm các anh chị? Uống sữa. Đi tắm là nhanh khỏi cay nhanh nhất cũng. Đi tắm là nhanh khỏi cay nhất, còn gì nữa không các anh chị? Uống nước ấm. Mình sẽ có một số loại uống ha. Ví dụ các anh chị hay uống nước đá, các anh chị hay uống trà bí đao, các anh chị hay uống nước trà, nước dừa, nước rau má và uống sữa. Thì có một loại nó đúng thôi các anh chị, đó là uống sữa. Uống sữa ha. Uống sữa thì cái casein trong sữa này nè, các anh chị nhìn lại sơ đồ này. Cái casein trong sữa đó nó ngay lập tức nó nhảy vô ở giữa này. Thì nó không làm cho cái thụ thể này nè, thụ thể trong trái ớt này nó gắn vô trong cái nụ vị giác, làm cho mình giảm liền cảm giác cay. Thôi nào các anh chị ăn ớt, các anh chị uống sữa thử đi. Hoặc là mình lên YouTube mình coi những cuộc thi mà ăn cay á, lúc nào người ta cũng để sẵn một cốc sữa hết trơn á. Còn khi các anh chị uống nước nóng thì sao? Các anh chị uống nước nóng mình có cảm giác như là mình giảm cay thiệt á, nhưng mà lát nữa cái vị cay nó sẽ bùng nổ. Tại vì cái hơi nóng á, nó sẽ làm cho cái thụ thể nó gắn chặt vào trong cái sợi dây, cái thụ thể cảm nhận đau nhiều hơn. Đó là vậy. Rồi cho nên là hàng quán kinh doanh ta biết chuyện này các anh chị, lúc nào ta bán đồ cay cũng kèm với một cái gì đó có sữa, ví dụ mì cay với trà sữa, hoặc là ví dụ như hủ tiếu bún bò gì với cà phê sữa để cho người ta giảm cay. Vị thuốc tiếp theo đó là xoài. Cô vậy có cái thần kỳ gì đó cô? Mà chị nói lớn lên không nghe rõ lắm. Cái cây thần kỳ đó cô, cây thần kỳ gì đó mà mình có thể ăn vô nó giải cay giải chua cho mình được á, mình nó làm mất vị giác của mình đó. Rồi cái cây đó đó thì nó theo một cái cơ chế này nè các anh chị, hoặc là cái quả thần kỳ á, cái quả thần kỳ á, nó cũng theo một cái cơ chế y như sữa vậy đó. Nó chặn chỗ này, nơi tiếp xúc của cái thụ thể này với lại cái núm cảm giác cay của cái lưỡi. Tuy nhiên nó sẽ không chặn nhiều như là sữa, và khi mà nó chừng 3 hay là 5 phút thôi thì nó sẽ bị tiêu đi, cảm giác cay của mình sẽ có lại. Nhưng nó có một cái tác dụng phụ là khi nó bám chặt trên đây nè, thì nó sẽ làm giảm cái sự dẫn truyền thần kinh cảm giác lưỡi. Cho nên các anh chị sẽ thấy là ai chơi cái đó nhiều quá, ai ngậm cái đó nhiều quá, nó sẽ làm cho mình giảm vị giác. Nên nó không khuyến khích làm nha các anh chị. Rồi, mình sẽ tới vị thuốc gần hết rồi. Trái xoài. Trái xoài á, thì ở đây nó em nói về lá nha, chứ không phải nói về quả. Cái công năng thuốc nam của nó là ở lá, chứ không phải ở quả. Thì cái lá xoài nó có vị chua, nó có tính mát. Cái công dụng nổi trội nhất của lá xoài đó là thanh nhiệt giải độc. Thanh nhiệt giải độc. Thì lá xoài các anh chị có thể thấy thành nấu nước uống để tiêu thập, hoặc là hạ sốt cho nít. Hoặc là mình có thể nấu cái lá tươi để nó tắm cho trẻ em trị bệnh tay chân miệng. Vì trong cái lá xoài này nó có tannin. Nó có tannin, nó có công dụng là sát khuẩn. Hoặc là bây giờ đang nghiên cứu chuyện này các anh chị, có thể sử dụng kết hợp lá xoài với vỏ của cây xoài. Mình sẽ sử dụng làm nước ngậm trị nha chu của vùng răng miệng. Ở bên răng hàm mặt đang phát triển cái hướng này rất là mạnh nha. Nó vừa có công dụng sát khuẩn này, vừa trị nha chu luôn. Liều dùng là từ 12 cho tới 20 gram. Hay là liều dùng khô. Liều dùng tươi các anh chị có thể sử dụng là 100 cho tới 200 gram. Rồi vị thuốc cuối cùng các anh chị, đó là dừa. Dừa nha. Rồi thì các anh chị nhìn trong trái dừa của mình á, mùa này cũng là mùa của dừa nè, em thấy ở thành phố bán quá trời luôn. Thì dừa, trong trái dừa, nước dừa nó có vị ngọt chua, tính mát và mịn. Tuy nhiên nếu các anh chị sử dụng dừa nhiều quá, nước dừa nhiều quá, thì nó có thể là nó có tính hàn nha.
thì thành phần trong dừa 88% là nước, nó chứa chất khoáng và chứa nhiều kali. Hình như có một anh chị nào đó chưa tắt tiếng. Rồi các anh chị nhìn, em để công năng chữa trị dừa nó nhiều, tại vì nó tương đối là nó thông dụng, mình có thể áp dụng và sử dụng. Thứ nhất là chính vì dừa nó có tính mát, hoặc là sử dụng nhiều nó có tính hàn luôn á, thì mình có thể sử dụng nó để thanh nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc và có thể cầm máu, hoặc là trị say nắng. Trong những trường hợp say nắng mà thử nhiệt á, hoặc là hỏa tà đi vô á, thì mình có thể sử dụng cái tính mát, tính hàn của dừa đó để mình làm cho cái hỏa tà hoặc cái nhiệt tà nó giảm đi nha. Hoặc là những trường hợp mình bị mất tông dịch, hoặc là bị mất nước, hoặc bị mất khoáng chất, nó theo Tây y á, thì khi đó mình đổ quá nhiều mồ hôi, hoặc mình bị nôn, mình bị ói, mình bị tiêu chảy, thì mình bị mất kali nè, mình mất natri nè, mình mất nhiều chất khoáng, thì trong cái dừa này nè nó có hàm lượng kali cao, cho nên các anh chị có thể sử dụng vô. Rồi, tuy nhiên em nhấn ở đây là liều sử dụng là 250ml một ngày, các anh chị không sử dụng nhiều, ngày nào cũng sử dụng hoặc sử dụng nhiều, các anh chị sẽ thấy là mình cung cấp hàm lượng kali trong người của mình nó nhiều. Các anh chị có thể, khi hàm lượng kali trong người của mình nhiều quá thì nó có nhiều chuyện lắm. Ví dụ như lâu dài nó có thể ảnh hưởng, làm cho ảnh hưởng tới rối loạn nhịp đập của tim, hoặc nó có thể làm cho mình rối loạn cán cân bằng của kali và natri, nó sẽ làm cho mình hay bị tiêu lỏng, hay đi tiêu lỏng nha. Thì các anh chị hạn chế, mình sử dụng đúng nước dừa thôi, đừng lạm dụng quá, mà cũng không sử dụng nó thì cũng tiếc, mà sử dụng nhiều quá thì lạm dụng nó hại cho cơ thể. Thì cái đợt dịch Covid á, thì em có đưa cái bài này vào để hướng dẫn các anh chị. Nó có một số cái thông cáo nó không đúng ở trên cái YouTube, đó là nước dừa trị Covid. Trị là sao? Trị là ví dụ con Covid đó, thuốc trị Covid là thuốc uống vô con Covid đó nó chết, thì mình gọi là trị Covid. Còn nước dừa có trị Covid được hay không? Câu trả lời là không nha các anh chị. À, tại vì khi mình bị nhiễm Covid rồi đó, thì mình biểu hiện triệu chứng ra, trong đó có triệu chứng của sốt, trong đó có triệu chứng của vã mồ hôi. Thì khi mà mình bị sốt, mình bị vã mồ hôi thì mình bị mất nước, bị mất khoáng chất, trong đó có kali. Thì các anh chị bổ sung nước dừa vô là để nó cung cấp khoáng chất, nó khắc phục cái hậu quả của sốt, nôn mửa, đổ mồ hôi, chứ nó không có trị Covid nha các anh chị. Rồi, bài của mình hôm nay là hết. Trả lời câu hỏi hồi nãy một bạn nào hỏi em về phan tả diệp á, thì phan tả diệp thực chất mình sử dụng nó cũng được chứ không có gì hết trơn á, nó cũng thuộc nhóm là thanh nhiệt luôn. Tuy nhiên á, nó không thông dụng bằng những cái vị thuốc nam này, cho nên không đưa vô, mà sử dụng vẫn được nha các anh chị. Rồi, bài này các anh chị có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc gì thì em nhắc các anh chị là tuần sau, thứ nhất là nhắc về bào chế, em đã nhắc ở trên group Zalo rồi nha. Cái thứ hai là tuần sau ngày 13 tháng 11 là ngày kết thúc của môn này. Các anh chị sẽ có hai bài kiểm tra, một bài hệ số 1, một bài hệ số 2, y chang như mấy môn khác thôi, cũng là 10 câu thôi các anh chị. Là làm hai bài luôn hả cô? Đúng rồi, hai bài cùng một lượt. Giống như đợt trước mỗi bài 10 câu hả cô? Mỗi bài 10 câu. Dạ. Thời gian mỗi bài là 10 phút, y chang đợt trước anh. Đợt trước đâu có kiểm đâu cô. Rồi, nếu các anh chị không có gì thì mình nghỉ ở đây nha các anh chị.